Ngày xưa, có anh chàng Bần khỏe mạnh, tháo vát. Vì yêu mến nàng Lụa, con gái phú ông, nên chàng nguyện làm không công cho nhà phú ông suốt 3 năm liền. Nàng Lụa thấy chàng thật thà chăm chỉ, nên cũng sinh lòng thương mến. Chàng nghỉ tay, uống miếng nước rồi làm tiếp. Ở đây đông người như vậy mà cô Lụa chỉ đặc biệt đưa nước cho cậu Bần thôi sao? Cuối cùng ta cũng đợi đến ngày có thể cưới nàng làm vợ. Nàng yên tâm, ta hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho nàng. Thiếp tin chàng. Đánh thật đau cái thằng Bần cho ông, nửa đêm nửa hôm đi dụ dỗ con gái nhà lành. Kìa cha ơi, cha đừng đánh anh Bần nữa. Dừng lại, hôm nay ông chỉ cảnh cáo thôi, đừng để ông bắt gặp có lần thứ hai. Con xin lỗi ông chuyện hôm nay, nhưng mà con thương em Lụa thật lòng mà. Không nhân nhị gì hết, mày nghèo còn dám đèo cao, ông đi khinh. Cha cảnh cáo con, không được hẹn hò gặp mặt thằng Bần nữa, nghe chưa? Kìa cha, ông đã hứa sẽ gả em Lụa cho con, nếu con làm công cho ông đủ 3 năm mà. Nay cũng đã đến ngày hẹn rồi. Im ngay. Con của ta là cành vàng lá ngọc, phải lấy nhà giàu hay quan lớn kìa. Ngươi đừng hòng mơ mộng. Kìa ông, xin ông giữ lời hứa gả em Lụa cho con. Con nguyện làm tất cả những gì ông yêu cầu. Thôi được, muốn cưới con ông à, cũng dễ thôi. Trừ khi ngươi sắm được mâm cao cổ đầy, đãi cả làng một bữa no say, ta sẽ gả con cho. Còn không, đừng có mơ. Cha, nhưng cha đã hứa với anh Bần, nên con cũng thương anh ấy. Thằng Hầu đâu? Dẫn cô Lụa về mau. Phận ta nghèo, làm sao kiếm đủ số tiền sắm cổ đãi cả làng bây giờ? Cha ơi, xin cha hãy giữ lời hứa năm xưa, gả con cho chàng Bần. Trời ơi, ngày xưa cha chỉ nói vậy để nó làm trâu làm ngựa cho nhà mình 3 năm mà thôi. Chứ con gái của cha thì phải gả cho gia đình giàu có, quyền quý mới xứng chứ. Gia đình quyền quý giàu có liệu có đối xử tốt với con không cha? Anh Bần là người thật thà, tốt bụng, lại rất thương con. Thương? Thật thà, tốt bụng có tạo ra cơm ăn, vàng bạc được không? Vậy nếu chàng kiếm đủ tiền làm cổ đãi cả làng như cha yêu cầu thì sao? Cái thằng đó nghèo xác xơ như vậy, con nghĩ nó có thể kiếm đủ tiền à? Ta nhất định phải kiếm đủ tiền để hỏi cưới em Lụa. Được rồi, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Tài sản chỉ có mỗi chiếc rìu. Chàng Bần ngày ngày vào rừng sâu đốn củi, mong có thể kiếm đủ tiền để hỏi cưới nàng Lụa, con gái của phú ông. Đốn củi thế này, biết chừng nào mới kiếm đủ tiền đây. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi vào rừng sâu, hy vọng tìm được gỗ quý. Ta biết trời gần tối rồi, nhưng ta phải cố gắng vào sâu hơn nữa mới có thể tìm ra gỗ quý. Bình tĩnh nào, có ta đây, không có chuyện gì đâu. Cây to thế này ắt hẳn là gỗ quý rồi.
bán ra chắc được nhiều tiền đây. Có chuyện gì với ngươi thế? Lại nghịch ngợm gì nữa có đúng không? Sợ Vi đâu. Ta phải giúp chàng Bần mới được. Đêm khuya thế này chắc mọi người cũng đi ngủ rồi. Đứng lại đó. Dạ cha. Đêm hôm khuya quắc, con tính đi đâu vậy? Con giấu gì phía sau vậy? Hả? Dạ, dạ thưa cha, không có gì ạ. À, nhà ngươi dám? Trả lại cho ta, trả lại cho ta mau. Cha, đây là trang sức của con mà. Đúng là nuôi ông tay áo. Nửa đêm nửa hôm, con định lấy vàng bạc của nhà này cho thằng Bần đúng không? Con Thâu, canh cổng thật kỹ. Chừng nào cô lụa còn tơ tưởng đến thằng Bần đó thì một bước cũng đừng mong ra khỏi cái nhà này. Dạ thưa ông. Chàng Bần ơi, không biết bây giờ chàng đang làm gì. Lẽ nào cây này có yêu tinh? Chàng tiểu thư, xin dừng tay, làm ơn dừng tay lại. Ngươi lại? Ta là Mộc Tinh, trú ở trong cái cây này đã 300 năm rồi. Thì ra là Mộc Tinh. Vậy thì hôm nay ta nhất định phải đốn hạ cây này, trừ mối nguy hại cho dân lành. Khoan khoan, chàng tiểu thư, hãy nghe ta nói. Ta là Mộc Tinh, nhưng chưa bao giờ làm hại ai. Vậy tại sao ngươi lại quá phép hại ta? Ta quá phép chẳng qua để đuổi ngươi ra khỏi khu rừng, không làm hại cây cổ thụ mà thôi. Không ngờ người Phạm Như Mi lại có sức khỏe như vậy, làm tiêu hao bao sức lực tu luyện của ta. Chẳng giấu gì ngươi, thật ra ta vốn là tiên ở trên trời. Ta vốn là một tiên cai quản Dượng Thượng Quyến ở tiên đình. Chẳng may một lần ngủ quên, để yêu ma lọt vào tàn phá cả khu rừng. Chết ta rồi. Ngọc Hoàng trách phạt, đày ta xuống trần gian trở thành Mộc Tinh, trú ngụ tại gốc cây cổ thụ này để ăn năn sám hối. Đến nay đã 300 năm, thân cây cổ thụ này là nơi trú ngụ hàng trăm năm qua của ta. Nếu người đốn đi, ta sẽ hồn bay phách lạc, chẳng thể nào tu luyện để trở về thiên định được nữa. Hoàn cảnh của ông cũng đáng thương, nhưng ta cũng đang gặp khó khăn. Nhiều ngày rồi ta mới tìm được gỗ quý. Nếu không đốn cây, ta lấy gì kiếm tiền để sắm mâm cỗ hồi cưới con gái phú ông? Mâm cỗ à? Chà, ta có thể giúp người. Thật sao? Ta cho ngươi mâm thần, có thể biến ra thức ăn cho ngươi ăn cả đời không hết. Chỉ cần nhà ngươi hứa không đốn cây cổ thụ này, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Nếu quả thật có vật báo như vậy, ta đồng ý. Ông định lừa ta sao? Mâm này có khác gì mâm bình thường đâu. Nghe ta nói đã, mỗi lần muốn ăn gì
ngươi hãy gõ vào mâm thần 3 cái, rồi đọc tên món ăn. Khi đó, thức ăn sẽ xuất hiện. Nếu không tin, ngươi cứ thử. Mâm thần ơi, hãy cho ta một thố cơm nóng và một con gà quay. Ôi, đúng là mâm thần thật rồi. Mộc Tinh, ông cùng ăn nhé. Bẩm ông ơi, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Bẩm ông, thằng Bần á, nó tới hội cưới con Lụa kìa ông. Dạ con chào ông, hôm nay con tới đi hội cưới em Lụa. Ơi, chàng Bần, cuối cùng chàng cũng đến. Hội cưới? Vậy đã có tiền sắm cổ chưa mà đòi cưới con gái ông? Dạ thưa ông, có chiếc mâm thần này thì muốn có bao nhiêu mâm cổ của ngon vật lạ gì trên đời đều có được ạ. Người nói mâm này là mâm thần. Thật là nực cười. Hầu đâu, đuổi cổ cái thằng vừa nghèo vừa điên này ra cho ông. Bẩm ông, xin ông cho con chứng minh lời con nói là thật ạ. Mâm thần, hãy cho ta một mâm cổ thịnh soạn và bình rượu quý thiết đại phú ông nào. Rể hiền, uống đi con, uống nữa đi con. Thưa ông, xin ông định ngày để con được qua nhà chính thức hội cưới em Lụa. Được, vậy hôm nay ngươi hãy mời bà con đến ăn cỗ để bao hỷ. Sau đó ta sẽ định ngày lành tháng tốt để chính thức gả con. Cảm ơn ông, vậy con đi thông báo cho bà con đây ạ. Nghe nói hôm qua cậu Bần đãi cổ cả làng để báo hỷ cưới cô Lụa đó bà con ơi. Cậu Bần nhìn thế mà giỏi quá. Thôi nhanh chân lên chứ hết phần bây giờ. Dạ thưa bà con, hôm nay tôi mời bà con đến đây là để đãi cổ báo hỷ, xin phép được hội cưới cô Lụa, con gái của phú ông. Cậu Bần thiệt có lòng, bà con chúng tôi cảm ơn cậu trước à. Thế cổ đâu? Sao giờ chưa thấy vậy cậu Bần? Dạ thưa bà con đừng vội ạ. Đây là chiếc mâm thần, có thể biến ra mọi loại cao lương mỹ vị, ăn không bao giờ hết ạ. Trời ơi, có thật không vậy? Cậu đừng đùa với chúng tôi à ngang. Dạ bà con đừng nóng ruột, tôi sẽ biến ra đồ ăn ngay đây. Mâm thần, hãy cho ta mâm cổ thịnh soạn và loại rượu thượng hạng nào. Có thấy gì đâu, cậu lừa chúng tôi đúng không? Thấy người ta già lừa đúng không? Dạ dạ, bà con bình tĩnh, để tôi thử lại lần nữa. Mâm thần, hãy nhanh biến ra cho ta mâm cổ và bình rượu thượng hạng đãi bà con nào. Chuyện này là sao chứ? Cậu đúng là quá đáng mà, làm bỏ cả buổi trời không cài cái gì được hết đây. Rõ ràng hôm qua chiếc mâm biến ra đồ ăn mà. Có phú ông và em Lụa đây làm chứng, có đúng không ạ? Đúng mà, các cô bác ơi, hôm qua con... Nè, con đừng có binh vực cái thằng đáng nghèo còn đi nói dối bà con. Cậu đã sai rồi mà còn không biết lỗi, làm bà con uổng công đến đây. Thằng Hầu đâu, đánh nó cho ông, cái tội lừa gạt mọi người. Đánh đi cho chữa ức mình, làm mất cả buổi cài của người ta, thiệt tình. Cứ tưởng được ăn cổ, ai dè lại ăn quả lừa. Thôi đi về làm việc bà con ơi. Bà con, hãy tin tôi đi mà. Tin nè. Ta không nói dối dân làng, nhưng tại sao chiếc mâm thần không còn linh nghiệm nữa chứ? Mâm thần, hãy cho ta một thố cơm nóng. Ngày mai chúng ta phải vào rừng tìm lão Mộc Tinh, hỏi cho ra lẽ mới được. Ông Mộc Tinh, ta có chuyện muốn hỏi ông. Ông bị bệnh sao? Người đến tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi ông, tại sao chiếc mâm này lại không hóa ra thức ăn được nữa? Vì nó mà ta bị bẻ mặt trước bao nhiêu người, phú ông trách phạt, không cưới được người ta thương. Người khờ quá. Ở đây là mâm giả, thì sao có phép thuật mà biến ra thức ăn được? Ông nói đây là mâm giả sao? Chính ông đã ban cho ta kia mà. Mâm ta cho người đúng là mâm thần,
Ủa còn cái này là mâm thường. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, từ lúc ta tặng ngươi chiếc mâm thần thì ngươi đã gặp những ai? Lẽ nào... Mâm thần ơi mâm thần, có mì thì từ nay nhà ta chẳng cần tốn đồng bạc nào, vẫn có đồ ăn phủ phê. Thì ra cha thiếp đã tráo lấy chiếc mâm của chàng, để chàng phải chịu oan ức rồi. Ai đó, bước ra mau. Là con, thưa cha. Lén lút đứng ngoài cửa làm gì đó? Cha ơi, con đã thấy cả rồi. Cha hãy đưa chiếc mâm cho con, để con trả lại cho chàng ấy đi cha. Dơ giận, mâm nào của nó mà trả. Bây giờ cái gì trong tay cha là của cha, hiểu chưa? Cha, nếu cha không trả lại mâm cho chàng Bần, Con sẽ nói ra sự thật với bà con trong làng. Nuôi con khôn lớn, giờ con dám ra điều kiện với cha đó hả? Thằng Hầu đâu? Nhốt cô lụa vào phòng, không cho ra ngoài nửa bước. Lại là ta không cẩn trọng để bị tráo mâm thần. Ta xin lỗi đã nghi ngờ ông. Ông bị sao thế này? Nhìn ông yếu lắm. Chắc ta không chống chịu được bao lâu nữa. Có một con quái vật đang hút cạn nước đầu nguồn, khiến cây không đủ nước, làm ta bị thương. Ta linh cảm nguồn nước sắp cạn rồi. Khi đó cái cây chết thì ta cũng lâm nguy. Sao ông không đi đánh con quái vật đó đi? Ta và cây cổ thụ là một. Nếu rời xa cây này và ra khỏi khu rừng thì ta sẽ hồn bay phách lạc, khó mề tu luyện. Vậy thì ta sẽ giúp ông. Người nói thật chứ? Con quái vật đó đã tu luyện nhiều năm, không dễ đối phó đâu. Ông yên tâm, ta sẽ dùng chiếc rìu này để đánh đuổi nó. Ông đã từng giúp ta, ta không thể để ông chết được. Vậy hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt. Chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Nước mát quá, người cùng uống miếng niêm. Con quái vật này quá to lớn, ta phải làm sao bây giờ? Hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt. Chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Ta đã có cách. Ê quái vật, ta ở đây nè. Quái vật, đỡ lấy này. Hay quá, con suối này đã đầy nước trở lại rồi. Cuối cùng ngươi cũng làm được rồi. Ông khỏe lại rồi chứ? Nhờ cả vào ngươi, ta lại có nguồn nước quý để tu luyện rồi. Để cảm tạ, ta sẽ tặng ngươi một bao vật còn quý giá hơn cả chiếc mâm thần lần trước. Thưa ông, con đâu cần ngựa để làm gì? Đây không phải là ngựa thường, mà là ngựa thần có thể ị ra vàng. Chỉ cần vỗ vào mông ngựa ba cái, lập tức nó sẽ ị ra vàng cho ngươi. Ôi, là vàng thật nè, thật là thần kỳ. Con mời cha dùng trà. Ừ, con đó, đừng có ý định đi tìm thằng Bần nữa. Nếu không á, thì cha nhốt lại trong phòng đó, biết chưa?
mình phải nhẫn nhịn, rồi từ từ tìm cách sao. Con biết rồi thưa cha. Bỗng ông, thằng Bần lại tới. Cái thằng đó còn dám giác mặt tới đây đó hả? Ngươi cứ đuổi ra khỏi cho ông. Kìa cha ơi. Dạ nhưng thằng Bần nó mang theo cây vàng hỏi cưới cô lụa đó ông. Ông đã biểu là đuổi nó ra. Khoan đã. Ngươi nói gì? Nó mang cái gì tới? Dạ thưa ông, hôm nay con mang sính lễ đến để hỏi cưới em lụa. Mời ông xem qua. Vàng này cũng được á. Nhưng số vàng này từ đâu mà ngươi có? Không được. Nếu nói sự thật mình có ngựa thần, phú ông sẽ tìm cách chiếm lấy như chiếc mâm thần lần trước. Dạ thưa ông, vàng này là do con làm ăn mà có. Mong ông chấp thuận gả em lụa cho con ạ. Cha ơi, chàng Bần đã có lòng như thế, mong cha chấp thuận cho chúng con được nên duyên vợ chồng. Thôi được rồi, ta thấy ngươi cũng có lòng thành. Cảm tạ phú ông. Vậy tuy nhiên số vàng này quá ít. Nếu ngươi có thể đem đến gấp đôi lượng vàng hôm nay, ta sẽ đồng ý gả con cho. Cha ơi, yêu cầu nhiều vàng như thế, làm sao chàng ấy có thể. Con đồng ý. Phú ông và em lụa yên tâm, ngày mai con sẽ đem đủ số vàng đến. Mong ông hãy giữ lời hứa. Con xin phép ra về để chuẩn bị. Xin chào ông ạ. Quái lạ. Chẳng lẽ nó vừa đào được cái mỏ vàng? Ta phải theo dõi nó mới được. Thì ra là ngươi có con ngựa thần ị ra được vàng. Được lắm, được lắm. Vàng của ta đâu? May quá, ngựa thần vẫn ở đây. Ngựa thần, người sao thế này? Hay là người đói bụng ta? Bây giờ hãy ị ra vàng cho ta nhé, ngựa thần. Ui da. Ngựa thần, thế này là sao vậy? Không biết chàng Bần có kiếm đủ số vàng ấy không? Ta thật lo quá. Sao rồi? Vàng ta yêu cầu đâu? Ông còn hỏi tôi? Là ông đã lấy cắp mâm thần, giờ còn đánh tráo cả người thần của tôi nữa. Ngươi nói gì? Ông đây nghe chẳng hiểu. Có phải ngươi không sắm đủ vàng nên tới đây làm loạn phải không? Là ông lấy cắp báu vật của tôi, hãy trả lại cho tôi. Bằng chứng đâu? Không phải miếng ngọc bội này là của ông sao? Sao nó ở chỗ tôi còn ngựa chứ? Thằng này láo. Miếng ngọc này thì liên quan gì đến chuyện con ngựa của mày? Mấy đứa hầu đâu? Thằng Bần du quan giá quà cho ông.
đánh rồi đuổi cổ nó ra ngoài mau. Đừng cha ơi, tôi xin cha đừng đánh Chàng Bần nữa mà cha. Con xin chịu đòn cùng với Chàng Bần. Thôi được rồi, dừng tay. Hôm nay ông tha cho mày, nếu còn đến đây kêu gào làm loạn, đừng trách ông nhẫn tâm. Còn con, thần lá ngọc cành vàng, đợi ta tìm chỗ xứng đáng gả đi. Quên cái thằng nghèo này đi. Phen này nhà ông sẽ giàu nhất cái xứ này. Cái thằng Bần này nhìn nghèo nghèo vậy mà có được hai vật thần kỳ. Tiếc là ngươi không có số hưởng. Bây giờ hả, vật báo đều ở trong tay phú ông ta. Cục cưng, cục cưng, mau ị cục vàng cho ông nào. Thì ra ngựa thần là của Chàng Bần. Chàng lại bị oan rồi Chàng Bần ơi. Mình phải đi tìm Chàng Bần mới được. Im lặng nào. Ai đó? Ai dám trộm ngựa của ông? Thằng hầu đâu? Làm gì đó? Mau xuống ngựa cho cha. Con xin cha, hãy để con trả ngựa lại cho Chàng Bần. Láo, ngựa nào của nó? Thằng hầu đâu? Đỡ câu lụa xuống cho ông. Lụa, lụa, con có sao không? Một tin, ông có ở đây không? Chào chàng tiểu phu. Sao rồi? Người có thích ngựa thần mà ta tặng không? Ta... đã hỏi cưới được người mà ngươi thương chưa? Phú ông đã tráo lấy ngựa thần của ta rồi, ta cũng chẳng cưới được người ta thương. Tội. Chắc ông Mộc Tinh sắp tu luyện xong rồi. Gấu này có thể biến hình. Lá thần, hãy trợ giúp cho ta. Hãy tỉnh dậy nào. Ôi, Mộc Tinh, ông đã tu luyện xong rồi sao? Đúng thế, ta đã trở lại thành tiên rồi. À, Mộc Tiên, chúc mừng ông. Cũng nhờ ngươi canh gác suốt 2 ngày 2 đêm, gan dạ chiến đấu với gấu dữ để ta tập trung tu luyện. Như đã hứa, ta sẽ tặng ngươi một bao vật to no. Ngươi có thể dễ dàng lấy lại những gì đã mất. Thật tốt quá, cảm ơn ông. Ta sẽ chỉ cho người cách sử dụng cây gậy chống ngược này. Đa tạ Mộc Tiên, nhất định ta sẽ giữ cây gậy thần này thật cẩn thận. Sau khi người đạt được ý nguyện, hãy nhớ sống tử tế để phát huy những quyền phép của bao vật đúng người, đúng việc. Ta xin hứa. Hehehehe
cha, để xem hôm nay ăn cái gì. À, nghĩ ra rồi. Mâm thần, hãy cho ta món gà nướng và một bình rượu hồng đào. Nè, ngươi lại tới đây làm cái gì? Người đâu? Tôi hỏi ông, mâm thần và ngựa quý của tôi đâu? Chẳng có mâm hay ngựa gì của ngươi ở đây hết. Thằng Hầu, lôi cổ nó ra cho ông. Trời đánh còn tránh bữa ăn, bực cả mình. Chàng Bân, cẩn thận. Ông ơi, cứu. Ôi, chóng mặt quá. Mau thả ta xuống. Con gái, mau kêu thằng Bần thả cha xuống mau. Là cha đã mấy lần thất hứa với chàng Bần, lại lấy cắp báo vật của chàng. Giờ cha mau trả lại mâm thần và ngựa quý cho chàng đi cha. Ê, trời đất ơi, tôi thở không nổi nữa rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, mâm thần và ngựa của tôi đâu? Ông ơi, mau trả đồ cho nó đi ông ơi. Tụi con chịu hết nổi luôn ông ơi. Hết nổi ơi. Thôi được rồi, thả ta xuống. Ta sẽ trả mâm thần và ngựa quý cho ngươi. Được. Trời ơi, say sẩm cả mặt mày. Cha, cha không sao chứ? Con được lắm. Cuối cùng cũng lấy lại được vật báo rồi. Ta đã trả lại chiếc mâm và con ngựa rồi. Ngươi mau về đi, đừng làm phiền ta nữa. Thưa ông, lúc trước ông hứa nếu con làm công đủ 3 năm sẽ gả em lụa cho con. Mong ông thực hiện lời hứa của mình. Mong cha tác thành cho chúng con. Thôi được rồi, ta đồng ý. Cảm ơn cha. Cuối cùng chàng tiều phu cũng cưới được con gái phú ông. Nhớ lời Mộc Tiên đã dặn, từ đó về sau vợ chồng chàng Bần nàng lụa dùng mâm vàng và ngựa quý để giúp đỡ người nghèo, dùng gậy chống ngược để trừng trị những kẻ tham lam độc ác. Ơn đức của vợ chồng chàng tiều phu được người người hết lòng ca tụng. Cụi phải không? Anh cụi chắc không về nữa đâu. Trăng sáng quá. Nhưng mà cụi là ai? Ta có quen người đó sao? Đúng là cô hai quên người ta thật rồi. Thôi vậy cũng mừng, cô hai sẽ đỡ đau buồn hơn. Ta đâu có buồn. Nhìn trăng là ta thấy vui rồi. Cụi là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phải ở với chú Thím. Do chú Thím không yêu thương, đối xử không tốt, nên cụi có tư tưởng chống đối. Cụi hay giở trò quậy phá, làm chú Thím điên đồng. Thằng cụi kia, mày dám ăn dục thịt kho. Sáng á, là tao đếm 10 miếng, mà bây giờ chỉ còn 9 miếng à. Cả một nồi thịt to, cho ăn có một miếng, mà Thím cũng tiếc. Thím không cho cho ăn nè. Cháu đói mới phải ăn vụn đó. Mày ý nha, suốt ngày chỉ ăn với chơi, có làm gì đâu mà đòi ăn no. Đứng lại cho tao. Đứng lại để thêm đánh cháu hay sao? Ôi, cái thằng con cá này. Mày càng ngày càng hư. Ngày nào mày không quậy phá là mày ăn không có ngon, ngủ không yên phải không? Thì đúng là ngày con không được ăn ngon, tối con đói bụng ngủ có yên đâu. Mày còn dám trả treo nữa hả? Hôm nay tao phải cho mày một trận, để mày bỏ cái thối láo cá này nè. Cho mày chết nè. Cháu đừng để cháu nữa. Này Lam Chúa ơi.
làm gì mà nó la hét ôm sòm vậy? Tôi đã kịp đánh nó đâu. Trời ơi, thôi. Ông mà đánh nó một cái, nó chạy khắp làng khóc lóc ầm ĩ. Người ta lại nói mình bắt nạt cháu mồ côi. Muối mặt lắm. Kệ nó đi. Tối nay cắt cơm xem nó còn sức mà la hét không. Tụi mày đúng là sướng như lợn. Ăn ngon hơn cả tao. Chỉ ăn với chơi. Tụi nó ăn no cho mập, bán còn kiếm lời. Còn mày ăn no có lợi được gì đâu. Buổi tối mày không làm gì, ăn một củ khoai là đủ rồi. Ông cho cháu cái đuôi này nha. Vậy thì trả lại cho tao một đồng bạc. Dám bỏ đói mà mình bán lợn, mua bánh ăn no nê, thỏa thích đi nè. Quỷ tinh ranh thường nghĩ ra nhiều cách để trêu ghẹo tính keo kiệt của chú thím. Lần này cụ lại bày trò với một cái đuôi heo. Chú thím, nhanh lại đây giúp cháu đi. À, hả? Có chuyện gì vậy? Nhanh giữ cái đuôi con lợn, không nó chui xuống âm phủ bây giờ. Hả? Một con lợn của tao đâu rồi? Thổ địa làm bắt nó xuống đất rồi chú thím ơi. Thổ địa? Mai mà còn giữ được cái đuôi á, tối nay mình đánh chén. Em ông nữa, suốt ngày chỉ biết ăn à. Thổ địa ơi, con lợn này chỉ là cảnh cáo. Ông kêu chú thím phải cúng thêm một con lợn quay. Ai có công chăm đàn lợn phải cùng ăn thì ông mới chứng cho. Ông bắt một con rồi, mắc gì á, tao phải cúng lợn quay cho ông nữa. Nếu không cúng thì mỗi ngày ông sẽ bắt một con. Bắt hết lợn rồi, không chừng ông lại bắt người. Nhà mình có thím là đứa tốt nhất đó. Nhà mình còn lợn mẹ và 5 lợn con. Ông phải mất 6 ngày để bắt hết. Giờ này mà ông còn tính giùm thổ địa nữa hả? Ông lâu quay con lợn gầy nhất đàn cúng ông đi. Ông bắt hết á thì nhà mình ăn cám. Nhà thì nghèo mà lại ăn lợn quay, tôi nuốt không có nổi. Bà nuốt không nổi thì để tôi. Phải ăn hết, không may nó thiêu. Mày ngồi đó làm gì? Thổ địa nói những ai có công chăm đàn lợn đều phải ăn để ổn chứng mà thêm. Mày chỉ phá hoại, ăn làm gì cho phí. Thôi, cho nó ăn vài miếng đi, chứ mình ăn làm sao hết. Ăn nhanh đi, hết giờ linh bây giờ á. Dọn liền. Nhiệm vụ này là của hai chú cháu, mà sao chú toàn bắt cháu làm? Mày dọn nhanh đi, thím mày thấy bẩn á thì khỏi ăn cơm luôn đó. Đã ăn ít làm nhiều mà suốt ngày kiếm cớ cắt cơm. Được bữa đi chợ mà nó vui như đi hội vậy đó.
lát nữa mà dắt bao cám lợn về á, xem có chạy nhảy vui vẻ được không. Nón của tao mà mày úp xuống đất vậy hả? Cần thấy một con chim đẹp lắm, chắc là chim quý nên mới lấy nón úp lại, kẻ nó bay mất. Đâu, cho tao xem. Chim quý chắc bán được nhiều tiền lắm. Giờ cho mày hé ra là nó bay mất đó. Vậy tao cởi áo rồi mày mở nón ra tao chụp liền á. Không được đâu, tay chân chú lóng ngóng, sao mà nhanh bằng con chim bay được. Bây giờ chú giữ cái nón, cháu chạy nhanh về nhà lấy cái tấm lưới ra vây lại thì chắc chắn bắn được con chim quý này. Đi lẹ đi, nhanh lên. Trời ơi, giờ này vẫn chưa thấy nó đâu hết á. Ê chim, hót cho đỡ buồn đi. Mày sợ quá hay sao mà im re từ sáng tới giờ vậy? Mày hay đứng trên lưng trâu hay sao mà hôi mùi phân trâu vậy? Mày là chim quý phải đậu cành cao chứ. Ông kia, sao lại ngồi ôm cái nón giữa đường vậy? Tránh ra cho ngựa quan đi. Ngươi đang ôm cái gì đó? Dạ, bẩm quan, tôi ụp được con chim quý, đang chờ người nhà mang lưới ra bắt. Chim quý sao? Ta làm quan lớn nhất vùng này, chim quý phải là của ta. Ngươi tránh ra. Bẩm quan, chim này là con bắt được, sao lại bảo là của quan? Ngươi dám cãi lệnh ta, ngươi chọn con chim hay là mạng của ngươi? Dạ bẩm quan, không phải chim. Tên kia, ngươi to gan lắm, dám lừa ta. Dạ bẩm quan, không phải tại con cũng bị lừa mà quan. Đừng nhiều lời, đến đâu đánh nắng 20 gậy cho ta. Càng kêu càng đánh mạnh cho ta. Sao chú lại đánh cháu? Mày lừa tao ôm phải phân trâu, làm tao bị quan lớn đánh sưng cả mông, tao phải đánh trả mày. Cháu đâu có lừa chú, cháu vừa đói vừa hoa mắt vì chạy ngoài nắng nên nhìn nhầm thôi mà. Mày nói lao. Chú nào dám, sáng nay cháu có được ăn gì đâu, lại đi ngoài nắng chú thêm đừng bỏ đói cháu nữa, lỡ lại gây họa cho coi. Mày trời đau quá. Ông làm gì mà cứ nhấp nhổm không yên vậy? Tôi muốn ngồi lắm mà ngồi không có được đây. Trời ơi. Trời ơi, vợ chồng tôi sắp phát điên như thằng củi rồi. Tại vợ chồng ông hiền quá thôi. Ông gọi nó đến đây, đời nào nó lừa được tôi. Ông gọi cháu sang đây có việc gì ạ? Nhìn mày có vẻ ngoan hiền, mà sao suốt ngày bày trò lừa gạt làm chú thím mày chịu khổ vậy? Hôm nay mày mà lừa được tao thì tao sẽ thưởng cho mày tiền. Cháu nào dám lừa ai, ông đừng nghe người ta nói bậy. Mày dám nói tao nói bậy hả? Làm nhanh cho tao còn uống rượu tiếp. Chỉ cần mày lừa được tao ra ngoài cổng kia thì ngay lập tức tao thưởng cho mày 5 quan tiền, có chú mày làm chứng nè. Ở trong sân có phòng bị sẵn thì cháu khó mà lừa ông ra ngoài cổng được. Hay là ông ra ngoài cổng thì cháu mới có cách lừa được ông vào đây. Được, tao không làm khó mày, lo nghĩ cách lừa tao đi. Cháu lừa được ông ra ngoài cổng rồi đó. Tao đã chuẩn bị xong đâu mà mày đã lừa. Bị lừa thì làm gì có chuẩn bị. Ông thua rồi, đưa tiền cho cháu đi. Ông giàu nhất vùng này, 5 quan tiền
tao biết rồi. Mày mau cầm tiền về đi, để tụi tao còn uống rượu tiếp. Chú cháu mày bắt tay lừa tiền tao, về hết đi. Từ nay đừng có nhét mặt sang để uống rượu nữa. Trăng hôm nay sáng quá. Trên đó có ai không nhỉ? Có gì vui không? Biết đâu cha mẹ mình lại ở trên đó. Con xin quan giảm bớt thuế. Năm nay mất mùa, quan thu hết tiền, nhà con biết sống sao? Ngươi sống sao thì kệ ngươi. Lệnh vua ban xuống phải thu đủ. Dạ, con nghe quan quyền bên xin vua giảm thuế cho người dân mất mùa. Con xin quan mở lòng từ bi. Vậy ngươi bê ruộng sang quyền bên mà cày cấy, lục hết sạch tiền trên người hắn. Thiếu đồng nào đến nhà hắn lục tiếp. Dạ. Tuy tinh tranh phá phách nhưng trong Cụi vẫn có phần trự nghĩa, nên thấy chuyện bất bình thì lại muốn trừng trị kẻ lòng quyền. Kẻ kia làm gì như đó vậy? Bẩm quan, con bê tiền về ra chợ cho cha tổ trông. Đi ngang qua đây gió thổi con ngã xuống sông. Con lặn tìm nãy giờ mà chỉ tìm được vài quán tiền, còn về như này. Mày tìm đến ngày mai cũng không thấy. Dưới sông có thùng luồng đó, nó nuốt mất rồi. Mày lên ngay để tao tắm. Nè nè nè, các người xuống kỳ lưng cho ta. Dạ. Nhớ tìm cho kỹ, tìm thấy đường ngay cho ta. Dạ. Bẩm quan, đây là nhà thằng Cụi dám lấy quần áo của quan dứt xuống sông, cưỡi ngựa của quan thả ngoài đồng, làm quan và tụi con chạy bộ về phủ. Ôi, ngươi không cần nói cái đoạn đó. Ôi, quan lớn và hai anh vẫn còn sống hả? Mày dám chuột ẻo tao chết hả? Dạ bẩm quan, con đều dám. Chiều qua thấy quan và hai anh lính xuống sông tắm lâu quá, con tưởng con thuần lường. Mà quan nói đã nuốt chửng ba người rồi, con sợ quá ôm quần áo của quan ném xuống sông, để quan xuống dưới đó có cái mà mặc. Sao ngươi dám cưỡi ngựa của ta thả ngoài đồng? Dạ, con tới tìm người cứu quan mà con nào biết cưỡi ngựa nên bị nó hất té xuống đất rồi nó chạy mất tiêu. Con ngốc luôn, đến tối rồi chạy về nhà chẳng biết quan sống chết sao, nên không dám kinh động đến mọi người. Mày dám lừa tao dưới sông có vàng hả? Quan nói xuống sông tắm, đâu có nói là tìm vàng giùm con. Mụ là mẹ nó mà không quản, để nó ra đường nó càng phải bậy. Bậy đâu, đánh cho mụ ta 10 gậy để nhớ mà dạy con. Dạ. Dạ bẩm quan, con có biết gì đâu. Ôi trời ơi, cái mông của tôi. Cũng bởi thằng cháu quý quá của ông á, nó còn gây quả gì cho cái nhà này nữa đây. Cái thằng này phải cho nó một bài học để bỏ cái tục nói láo. Đúng rồi. Chú thêm định đưa cháu đi đâu vậy? Mày suốt ngày chỉ gây quả, nuôi mày á chắc có ngày vợ chồng tao bị quan tống vào ngục à. Đúng là người ông tài áo. Vợ chồng tao đưa mày ra bờ sông, đợi nước sông lên đẩy mày đi đâu thì đi. Cha mẹ cháu mất sớm, vợ chỉ còn chú thêm đi nương tựa. Chú thêm đỡ lúc nào? Mày đừng có ra vẻ đáng thương, tụi tao không có bị lừa nữa đâu. Có ai không? Cứu tôi với! Có phải lão thầy bói mù không? Ai đó? À, tôi là thằng Công Đàn Bên. Ông đi đâu đêm hôm thế này? Tôi mù thì ngày đêm có khác gì? Sao thằng Công lại nói? Con sông này thiêng lắm, vào đêm rằm ai bị bệnh
cứ chui vào rọ, chờ nước lên, cuốn ra giữa sông tắm trăng là khỏi bệnh. Tôi mới khỏi đây. À, vậy chữa được mù không? Được chứ sao không? Ông nhanh mở rọ giùm tôi. Tôi cho ông vào rọ chữa sáng mắt, kẹo hết đêm rậm. Thầy bói mà cũng tin là bà xà bà lắp của tôi sao? Bỏ rọ rồi xong thì chỉ có chết thôi. Chú Thiên muốn vứt bỏ mình thì mình nên đi thôi. Chắc thằng Cụi sợ chết khiếp rồi á. Mình bỏ rọ như vậy á, nước không có đến được. Lần này về nó mà ngoan ngoãn ha, tôi cho nó ra trường làng học hành đàng hoàng à nha. Thì ra chú Thiếm chỉ định hù dọa cho Cụi sợ, nhưng Cụi tủi thân đã bỏ đi thật. Ông có thấy thằng bé bị nhốt trong rọ này không? Nó lừa tôi cỡ rọ cho nó chạy mất. Tôi tức không đi nổi đây. Lão thầy bói mù nổi tiếng ở làng bên mà cũng bị nó lừa nó sao? Nó là thằng của gian danh nói láo dùng này sao? Tôi qua nghe giọng tôi đã nghi rồi. Giờ thì tôi sáng mắt thật rồi. Không biết giờ này nó đi đâu nữa. Nó lừa được cả thiên hạ thì chắc không có chết đói đâu. Nó đi chán á lại tìm về thôi. Ông nhớ cầm cái rọ về để nhốt lợn nghe. Từ ngày rời nhà chú Thiếm, Cụi đi khắp nơi làm đủ mọi việc sống qua ngày. Thời gian trôi, Cụi dần lớn lên trở thành một chàng trai chăm chỉ hiền lành. Hằng ngày Cụi vào rừng trốn củi mang ra chợ bán, tối về ở trong căn nhà nhỏ ven rừng. Tao chỉ lấy củi, không làm hại con vật nào. Mày muốn giết tao nên tao phải đánh trả thôi. Xin lỗi nha. Sau khi giao chiến và đánh thắng cọp dữ, Cụi ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây thì vô tình chứng kiến cảnh tượng bất ngờ.
Ngươi vẫn còn sống sao? Thật thần kỳ. Nhưng giờ mình mà xuống, có khi mẹ con nhà hổ còn đang trốn ở đâu đó cũng nên. Từ từ rồi xuống cho chắc ăn. Trời ơi, mình cũng quên mất. Cây này thật kỳ lạ. Nó có thể cứu con vật đã chết sống lại khỏe mạnh. Mình phải đem nó về làm thuốc cứu người mới được. Nhờ đụng độ với con hổ mà mình tìm được cây quý. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Ông ơi, ông bị làm sao vậy? Chẳng còn chút hơi nào. Chẳng lẽ ông ấy chết rồi sao? Cậu là ai? Làm sao mà cậu cứu được ta? Dạ, con là Cuội. Con cho ông ăn lá cây này nè. Đây là cây thuốc quý trên trời gửi xuống để con cứu người. Nhưng mà con phải nhớ, tưới nước sạch cho cây, đừng tưới nước bẩn, cây bay về trời. Hằng ngày Cuội vào rừng kiếm củi và lấy nước suối về tưới cho cây quý. Dạ, xin hỏi nhà mình có chuyện gì vậy? Đứa trẻ nhà chúng tôi bệnh nặng. Chúng tôi đưa nó đến ông làng, mà giờ hết sạch tiền mua thuốc. Ông làng nói đưa nó về nhà chờ chết thôi. Nhà chẳng còn gì để bán nữa. Con ơi, con đừng bỏ mẹ cha con ơi. Con ơi. Mọi người ở đây chờ tôi nha. Có lẽ tôi sẽ giúp được. Chị hãy nhai nát lá này mớm cho cháu. Cho cháu uống thêm miếng nước cho dễ nuốt. Sao cha mẹ lại khóc vậy? Con tôi sống rồi. Con tôi đã sống lại rồi. Thần y, cảm ơn người đã cứu con trai chúng tôi. Chúng tôi biết lấy gì tạ ơn người đây. Không sao, tôi cứu người không cần trả. Dạ, đó là anh Cuội. Người có cây thuốc quý có thể cứu người mới chết sống lại, người bệnh nặng khỏe mạnh. Thật sao? Bán lá thuốc cứu người như vậy, chắc hẳn anh ta giàu lắm. Anh Cuội chẳng lấy tiền của ai bao giờ. Đó, nhà anh Cuội chỉ là căn nhà tranh vách đất ở cuối vườn kia thôi. Thật là người tốt hiếm thấy. Đó là cô hai nhà Phú Ông. Nhà người ta lắm tiền nhiều của. Anh đừng có mơ tưởng. Tôi nghèo hèn, nào dám mơ tưởng hảo quyền.
cô nương sao lại chặn đường ta? Dạ, dạ anh Cụi. Anh Cụi ơi, xin anh hãy cứu cô hai của nhà tôi đi anh Cụi. Lan Y dùng này rất giỏi, phú ông cần người cứu thì đi tìm Lan Y, sao lại tin kẻ hèn như tôi chứ? Dạ, chỉ có anh mới cứu được cô hai của tôi thôi. Cô hai đi chơi sảy chân té xuống sông, mọi người vớt lên thì đã ngưng thở rồi. Sống lại rồi. Cậu đúng là thần y, là ân nhân của nhà tôi. Cậu muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng. Dạ xin ông đừng quỳ như vậy, tôi chỉ làm việc cần làm thôi. Cha ơi, anh Cụi trước giờ cứu người không cần trả công, cha đừng nói chuyện tiền bạc, người ta phật lòng đó. Dạ tôi may mắn được trời cho cây thuốc quý cứu người, xin ông đừng áy náy. Cô hai khỏe mạnh lại là tôi vui rồi. Con gái ta nợ cậu một mạng, ta xin gả con gái của mình cho cậu để đền ơn cứu người. Dạ tôi nào dám, tôi chỉ là anh tiều phu nghèo, con gái ông sao có thể chịu khổ được. Con gái xin nghe lời cha mẹ. Con gái ta không sợ khổ thì cậu sợ gì? Cậu là người tốt bụng, chẳng tham lam, lại trọng tình nghĩa. Có con rể quý như vậy, ta rất vui lòng. Vậy con xin nghe lời cha sắp đặt. Nhà ta chỉ có vậy thôi, nàng đừng chê cười. Ta đã quyết gả cho chàng thì đối khổ gì cũng chịu. Cảm ơn nàng, ta sẽ chăm chỉ làm việc để nàng đỡ cực. Chàng chờ ta một lát. Giờ ta đã là vợ chàng chứ không còn là cô hai nhà phú ông nữa. Của hồi môn cha mẹ cho ta, ta sẽ trồng thêm rau, nuôi thêm gà để cùng phụ chàng. Đây là cây thuốc quý trời ban cho ta cứu người. Nàng nhớ, chỉ tưới cây bằng nước suối ta mang về, nếu tưới nước bẩn, cây sẽ bay về trời. Chàng thật tốt bụng, ta sẽ chăm sóc cây thật tốt để chàng giúp thêm được nhiều người. Mày có phải là Cụi không? Tôi là Cụi. Mày có lá thuốc có thể cứu người chết sống lại đúng không? Vậy hãy mau giao lá thuốc ra đây, để tao cứu đại ca của tao. Hả? Đại ca của anh làm sao mà chết? Tụi tao là băng cướp, ai cũng biết sợ. Đại ca tao bị quân lính của quan quay bắt đến chết. Mày phải cứu đại ca của tao, tao sẽ trả công hậu hĩnh. Tôi cứu người không cần trả công, nhưng tôi không dám cứu đại ca ông đâu. Quan lớn biết được sẽ bắt tội tôi mất. Thằng này chán sống rồi. Đánh nó trận coi nó tự cứu mình được không. Lá thuốc phải vào tận rừng sâu mới hái được, nhưng quan lớn đã đánh chết thì tôi không dám cứu đâu. Ê tụi mày, lính quan đi tuần sắp qua đây, chạy lẹ thôi, đại ca tận số rồi. Tứ bọn cướp đã rời đi, nhưng Cụi không ngờ bọn chúng nuôi hận và quay trở lại trả thù. Nó đi rồi, vô phá nhà giết chết vợ nó, xem thuốc tiên của nó có cứu nổi không. Vợ ơi, nàng đừng chết mà. Vợ ơi. Ha 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 ha.
Nàng ấy đập đầu vô đá vỡ đầu, mất não rồi không sống được nữa. Còn nước còn tát, mình sẽ nặn một bộ não cho nàng ấy ăn thêm lá thuốc quý. Ông trời ơi, xin người thương vợ con mà cho nàng sống lại. Nàng làm gì mà giái lại lia lịa vậy? Nàng đã sống lại rồi. Nàng đã sống lại rồi. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất. Chàng ơi, nhà chúng ta bị trộm rồi. Trộm gì? Nhà mình có gì quý đâu. Chàng ra giường mà xem, giường rau bị trộm cắt sạch rồi. Nàng lại quên, hôm qua ta và nàng cắt hết rau mang ra chợ bán rồi. Đầu óc ta dạo này hay quên thiệt. Thôi, để ta đi dọn cơm cho chàng ăn nha. Nhà mình mới ăn cơm xong mà. Vậy thôi, ta đi ngủ cho lành. Dạo này ít ngủ quá nên hay quên. Từ ngày ta lấy đất sét làm não, nàng ấy cứ lúc nhớ lúc quên. Tội nàng ấy quá, vì ta mà chịu khổ. Cũng vì đầu óc lúc nhớ lúc quên nên vợ cụi quen bén lời chồng dặn. Đi đâu mà giờ này chưa chịu về? Cây quý chỉ được tưới nước suối sạch mát. Cái cây này héo rồi, mình phải tưới nước cho nó xanh tươi. Tưới nước dơ sẽ tróc gốc bay về trời. Có chuyện gì vậy? Cái cây này có ma rồi chàng ơi. Ta mới đưa nước giặt quần áo cho nó thì nó đòi bỏ trốn. Vợ ơi là vợ, nàng quên lời ta dặn rồi sao? Nhanh cứu ta, phải giữ cây quý để còn cứu người nữa. Cụi đi rồi, phú ông thương con nên đón về nhà chăm sóc. Từ đó, vào những đêm trăng nhìn lên bầu trời, chúng ta vẫn thấy chú cụi ngồi dưới gốc cây thuốc quý, nhìn về trái đất giữa dần trăng tròn dành dành. Ngày xưa có một gia đình họ Tô, tuy nghèo nhưng gia đình rất hòa thuận và yêu thương nhau. Cha vô nhà đi, kẻo mưa đó. Cha ơi, cha uống nước nè. Con gái cha giỏi quá. Mau dặn cơm đi, đứng đó lại ướt cả ba cha con bây giờ. Ngoài kia có người kìa cha ơi. Để cha chạy ra đón người ấy vào. Ông ấy có sao không? Không sao. Chắc ông ấy đi đường xa nên kiệt sức, gặp trời mưa bão nữa. Để tôi nấu ít cháo cho ông ăn nha. Nè, con mau đem nước nóng và khăn lại đây cho cha. Đây là đâu vậy? Đạo sĩ đừng lo, ông bị ngất giữa trời bão tố nên tôi đưa ông về nhà tôi dưỡng sức một lát. Sao ta thiệt may được gặp gia đình ông.
làm cái gì vậy? Đã vào chữ của anh luôn rồi. Anh hai, em xin lỗi. Lỗi phải gì nữa, em làm hư hết rồi nè. Anh hai ơi, em xin lỗi mà. Hai đứa lạnh em mà không nhường nhau chút nào sao? Con xin lỗi rồi mà anh hai không chịu. Con nắng nốt nãy giờ mới viết được như đó chữ mà. Cha hiểu, hai con đều có lỗi. Một đứa thì bất cẩn, một đứa thì cố chấp. Nhưng mà anh em như thể tay chân, có cần chuyện bé xé ra to như vậy không? Em xin lỗi, làm hư chữ của anh hai. Lát nữa em sẽ chia phần bánh của em cho anh nha. Anh cũng xin lỗi em nữa. Anh bực mình mới nói vậy thôi. Thôi em đừng có khóc nữa nha. Gia đình ông thiệt có phúc, có những đứa con hiểu chuyện như vậy. Ông đã khỏe rồi sao? Cảm ơn ông và gia đình đã giúp tôi lúc hoạn nạn, còn chăm sóc tôi thiệt chu đáo dù chẳng quen biết nhau. Chúng tôi luôn dạy con, thấy người hoạn nạn thì thương mà. Ê, đạo sĩ định đi luôn sao? Đúng vậy, tôi có việc gấp nên phải đi trong mưa bão, tới nỗi gặp nạn. Mai nhờ gặp gia đình ông, âu cũng là cái duyên. Giờ tôi phải lên đường ngay mới kịp. Nè, tụi con vào nhà lấy bánh và thuốc cho đạo sĩ đi đường ăn. Sáng nay tôi đã cắt một ít thuốc cho ông, ông đừng khách sáo. Tôi không có gì để cảm tạ gia đình ông, chỉ có món quà này mong ông nhận cho. Xin ông đừng ngại, vật này sẽ giúp gia đình ông vào lúc thập tử nhất sinh. Chúng ta gặp nhau ắt là duyên số. Tôi xin tặng vật này để đáp ơn tri ngộ. Cảm ơn gia đình ông rất nhiều. Tôi xin từ biệt tại đây. Gia đình hãy bảo trọng. À, đạo sĩ cũng bảo trọng. Chào bác đạo sĩ ạ. Chào bác đạo sĩ. Sao ông đạo sĩ lại nói về chuyện sinh tử ha? Hay là có điềm gì? Nếu thật là nó xảy ra thì chúng ta lo trước có ích gì. Còn nếu nó không xảy ra thì chúng ta lo thừa rồi. Cha coi, con tự tay bắt được đó. Anh hai chỉ con bắt. Em còn nhỏ như vậy mà để nó lội ruộng bắt cá một mình à? Lỡ có chuyện gì thì sao? Cha đừng mắng anh hai con mà. Anh không cho, nhưng con đòi xuống bắt đó. Cha ơi, đừng mắng anh mà. Cha chỉ lo cho hai đứa con thôi. Chơi dưới nước ruộng sâu như vậy mà không có người lớn đi kèm thì nguy hiểm lắm. Mau xin lỗi cha, rồi đi tắm rửa đi. Con xin lỗi cha. Lần sau, con sẽ cẩn thận hơn với em. Con xin lỗi cha. Mình à, mình không nên ám ảnh lời của ông đạo sĩ quá, làm mấy đứa nhỏ nó sợ. Đánh khăn là vui nhất. Có mày trong đội, tao yên tâm lắm. Tụi làng bên không có cửa thắng bọn mình đâu. Tụi nó vẫn còn tức tối lắm. Hẹn chiều nay chơi nữa nè. Đang chơi vui, sao tự nhiên mày đòi về vậy? Em khát nước, về nhà ăn mía đi anh hai. Hai, đúng là bọn con gái đắc rối. Trận đấu đang gay cấn thì lại đòi về. Thôi, tao về đây. Chiều nhớ ra chơi nữa nha. Đừng có dắt em mày theo nữa đó. Anh hai, ăn mía thôi. Đưa đây cho anh. Em đó, hơi chút xíu là lèo nhèo à, đòi đủ thứ luôn. Lần sau mà còn vậy nữa, anh không dẫn em đi chơi với tụi bạn của anh đâu. Biết rồi. Em ơi, em làm sao vậy? Em ơi, mình phải đi gọi cha mẹ mới được. Nhưng nếu cha mà biết chuyện này do mình gây ra thì không xong rồi. Thank you.
dội vàng vậy chăng? Thị con làm sao vậy nè? Trời ơi, bớ người ta, bớ người ta, cứu, cứu! Chán quá đi mất, rốt cuộc chẳng có đứa nào ra chơi với mình. Trời, mày làm tao hết hồn. Mày nói nhỏ nhỏ thôi, lại đây. Cả làng đang đổ xô đi tìm mày đó. Mày đập đầu em mày thật hả? Tao không có cố ý đâu. Nhưng mà mày có làm sao không? Hay mày về nhà đi, cha mày đang đi tìm khắp nơi kìa. Cha không tha cho tao đâu, tao sợ lắm mày ơi. Vậy bây giờ mày tính sao? Tao cũng không biết nữa. Khổ thân mày. Để tao lén đem cho mày ít đồ ăn. Ê, nhưng mà mày nhớ, đừng để ai biết tao ở đây đó. Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Tại sao tự nhiên lại xảy ra chuyện tày trời này? Con trai thì mất tích, con gái thì... Phải rồi, lời ông đạo sĩ. Đề phòng lúc thập tử nhất sinh là lúc này chứ còn lúc nào nữa. Ta cứ thử xem sao. Ông Tô, mau ra đầu làng. Thằng Tý nó nói gặp thằng Giang của ông ở ngoài đó đó. Để tôi đi xem sao. Cầu mong cả nhà bình an. Con đâu có ý giấu giếm đâu, nhưng mà thằng Văn nó dặn con. Nó bỏ nhà đi lang thang, vậy mà mày cũng nghe nó nữa hả? Phải đưa nó về cho cha mẹ nó chứ. Thằng Văn mà biết, chắc nó nghỉ chơi con luôn. Tô Văn, con ở đâu? Đang nghe đi cho cha. Tô Văn. Tô Văn đâu? Tô Văn đâu? Đâu rồi? Đâu rồi? Phải thấy đâu đâu vậy? Sao mày nói thằng Văn nó ở đây? Nó hẹn con ở đây mà. Tô Văn. Tô Văn ơi. Tô Văn. Chắc nó thấy đông người đến nên nó chạy mất rồi. Nó bảo là sợ cha nó sẽ đánh nó chết. Văn ơi, con đang ở đâu? Cha tha thứ cho con mà. Con trai thì tìm chẳng thấy, còn con gái, chẳng lẽ cha cũng không giữ được con sao? Ông ơi, ông, con mình thở lại rồi. Thì con sống lại rồi. Cha, mẹ, có chuyện gì vậy? Anh hai đâu? Con có nhớ gì không? Con nhớ, con đi chơi đánh khăn với anh hai về. Anh hai chẻ mía cho con ăn, rồi cái rựa bung cán văng vào đầu con. Con không nhớ gì nữa. Mà anh hai đâu cha, mẹ? Tôi văng theo chiếc xe bò lên thị trấn. Cậu trú tạm dưới hiên của một quán ăn rồi ngủ quên. Nè, cậu nhóc ơi, sao lại nằm trước hàng quán người ta như vậy? Cha mẹ cậu đâu? Tôi phải đưa cậu lên quan huyện mới được. Ông ơi, ông đừng đưa cô lên quan mà. Con bị lạc đường, lạc gia đình đi phiêu bạt đến nơi này. Ông thương tình thuê con làm việc đi,
con sẽ ráng chăm chỉ để đền ơn cho ông. Làm sao đây? Giờ tao quả có thiếu một chân chạy bàn. Nhưng mà mày dân ở đâu tới đây? Biết có tin tưởng được hay không? Ông ơi, xin cho con làm đi. Con hứa sẽ chăm chỉ và ngoan ngoãn nghe lời ông mà. Bây giờ con đói và mệt lắm ông ơi. Thôi cũng được. Ăn miếng đi rồi còn làm việc. Tao cho mày thử việc một bữa coi sao. Con cảm ơn ông. Nhanh đi mày, khách tới kìa. Dạ mời quý khách ngồi. Cho một tô cháo với dưa muối. Dạ, có ngay. Cháu xin lỗi. Thôi, lấy cái chổi đi nhóc. Quét đi chứ đừng có gom, lại đứt tay nữa bây giờ. Dạ. Sáng sớm mà bể đồ, xui quá. Thôi, quý khách thông cảm, thằng nhỏ nó mới làm. Anh hai đâu rồi mẹ? Sao anh hai không hỏi thăm con gì hết vậy mẹ? Anh con đi học rồi. Tối qua lúc con ngủ, anh có vào hỏi thăm mà con đâu có biết. Khi nào anh hai về vậy mẹ? Trưa chiều là anh hai về thôi. Nhưng con phải ăn cháo, uống thuốc ngoan đi nào. Khi nào anh con về, con mới khỏe mà gặp được chứ. Sao rồi mình? Không thấy nó ở bất cứ đâu hết. Cả làng đổ đi tìm nó khắp nơi. Mình bình tĩnh đi. Thằng Văn không quen cực khổ bên ngoài đâu. Có khi nó đói lại về nhà đó. Có lẽ do tôi khắt khe với nó quá, làm nó sợ hãi. Có khi nào nó không dám về là do tôi không mình? Người ta kháo nhau vì thằng Văn sợ bị cha mẹ quở trách nên mới bỏ nhà đi lang thang. Mình đừng lo lắng dằn vặt nữa. Ngày mai thử lên huyện xem thế nào. Cùng lắm thì mình báo quan tìm con thử xem sao. Anh hai ơi, anh ở đâu? Về với em đi. Ê nhỏ, cho một ấm trà. Dạ có liền. Cậu bé, lấy cái muỗng cho chị. Dạ. Sáng giờ thấy nhóc cũng chăm chỉ. Thôi, ra đằng kia nghỉ ăn trưa đi, rồi làm tiếp. Dạ, cô cảm ơn ông. Trời ơi, vừa đói vừa mệt. Chắc phải ăn hai tô cháo mới tỉnh à. Làm chi mà vừa đói vừa mệt? Anh mới lên chở hàng lên huyện thôi mà. Hôm qua ở làng tôi có một vụ mất tích, nên cả làng kéo nhau đi tìm thằng nhóc thâu đêm suốt sáng. Đến giờ thình á, ai nấy mệt lả trở về nhà. Tôi thấy muộn quá nên đánh xe hàng lên đây luôn, không dám nghỉ. Mất tích là sao hả bác? Nhà họ Tô ở làng tôi có mỗi thằng con trai thì đi biệt tích. Nghe bảo cha nó sẽ lên huyện nay mai để báo quan đó. Dạ, mời hai ông. Cho tôi ấm trà đi ông chủ. Dạ, có ngay. Ê nhóc. Ủa, thằng nhóc nãy giờ mới đây đâu mất tiêu rồi? Cha đi báo quan rồi. Chắc là kiện mình đó. Mình phải đi khỏi xứ này thôi. Càng xa càng tốt. Nghe nói sắp có chuyến tàu cập bến đó. Ra đó mau thì có đại diện mà làm. Bến tàu? Hay là mình ra đó coi có thể lén đi lên một chiếc tàu đi khỏi đây không? Ê nhỏ, tiền công của chú mày đây. Tuy còn nhỏ yếu ớt nhưng mà được cái chăm chỉ ha. Dạ, cháu cảm ơn chú. Nhưng mà chú ơi, khi nào thì có tàu đi phương Nam hả chú? Chắc phải 2-3 bữa nữa là ít. Thuyền từ phương Nam ngược gió lên đây nên mất thời gian hơn. Chú mày cứ ở đây đợi đi, khi nào có thuyền thì tao kêu. Dạ. Nhóc đi đâu đây? Cha mẹ đâu mà để đi một mình vào giờ này vậy? Dạ, cháu... Cha mẹ cháu kêu đến thuê phòng, chờ cha mẹ cháu về. À, ra là đến trọ chờ cha mẹ hả? Dạ. Ngồi xuống đi. Vậy cháu ở đây đến lúc cha mẹ đến thì mới trả tiền đúng không?
cháu còn có bao nhiêu đây thôi. Cái thằng nhóc này, thôi được rồi, nhiêu đây đủ thuê một phòng và một bữa ăn. Chắc là cháu đói rồi. Đợi ta, đợi ta. Hả? Sao nhiều vậy? Cháu chỉ có chút tiền thôi mà. Cháu nghĩ ta đã bán hàng ở đây bao nhiêu năm rồi, làm sao ta không thể nhận ra một đứa trẻ đang nói dối chứ? Dạ lại, ta thấy cháu trong cái đám bốc vác đến đây làm. Nè, nghe ta nói, cháu đến đây làm cái gì? Cha mẹ cháu ở đâu? Cháu bị lạc cha mẹ. Nhà cháu ở phương Nam, cho nên cháu mới tìm đường đón tàu về đó tìm cha mẹ của mình. Tội nghiệp thằng bé, mới tí tuổi đầu mà phải bươn chải rồi. Thôi được rồi, ăn đi, rồi á ta chỉ chỗ cho ngủ. Dạ. Sao vậy? Ăn mau đi kẻo nguội hết. Ta nhìn thấy cháu có vẻ là đói lắm nè. Nè, nhóc, ta vừa hay tin đêm nay có tàu đi phương Nam. Nhóc có muốn đi không? Dạ thật sao? Nhưng mà... Nó nhỏ thôi, con còn nhỏ, người ta biết con đi một mình sẽ bắt cóc đó. Dạ, nhưng mà ông chủ hàng nói cháu là 2 ngày nữa mới có tàu đi phương Nam mà. Đúng rồi, canh ba đêm nay sẽ có thuyền đi phương Nam. Nếu cháu muốn đi thì ta sắp xếp cho. Nhưng sao ông chủ hàng nói là 2 ngày nữa mới có thuyền buôn từ phương Nam đến? Ông ta chỉ biết thuyền buồm thôi, với lại ông ta cũng không muốn cháu đi sớm. Ông ta sợ sẽ mất một người sai giặt lương thấp đó mà. Vậy thuyền này không phải là thuyền buôn sao? Cũng là thuyền buôn, nhưng họ không dừng ở đây. Bọn họ là thuyền phương Bắc chở hàng thẳng về Nam. Nhưng ta là khách quen, có đặt họ ít hàng. Vì vậy, họ sẽ ghé đây vài canh giờ rồi đi ngay. Cháu có muốn đi không? Dạ, nhưng mà cháu không còn tiền nữa. Cháu đừng có lo, đừng có lo. Cháu có thể lên tàu, xin giúp việc thay cho tiền vé. Với lại, họ quen với ta, nên chắc chắn sẽ ổn thôi. Dạ, vậy cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Sao cô tốt với cháu quá? Trời ơi! Thấy cháu hoạn nạn, lạc mất cha mẹ, lại ngoan ngoãn chăm chỉ như vậy, ai mà không thương chứ? Thôi thôi, mau ăn đi. Ăn nhiều mới có sức tối nay còn đi nữa. Ha? Dạ. Ủa, sao mình phải núp vậy cô? Giờ này không có an toàn, lỡ đâu có cướp phục sẵn thì chúng ta làm sao mà chạy thoát được. Cháu yên lặng đi, thuyền sẽ đến ngay thôi. Cháu cứ đứng núp ở đây đi, để ta hỏi xem có đúng là thuyền mà chúng ta đang chờ không. Đây là ông Tứ, chủ thuyền. Ông ta đã đồng ý cho cháu đến phương Nam. Mau đi đi. Cháu cảm ơn cô. Ơn này của cô, cháu không biết lấy gì đền đáp. Chỉ cần cháu tìm thấy cha mẹ là ta vui rồi. Đừng có lo. Mau đi thôi, chúng ta không dừng ở đây lâu được đâu. Quan trên sẽ đến thu tiền đó. Dạ. Mày nhiêu tuổi? Dạ cháu 11 rồi. Răng còn tốt không? Ông muốn làm gì vậy? Đương nhiên là xem hàng. Ông là kẻ lừa gạt. Thả tôi ra, thả tôi ra. Nói cho người biết, mụ chủ quán ấy là tay buôn trẻ con. Mụ đã bán ngươi cho ta rồi. Thuyền của ta không xuôi về phương Nam như ngươi mong muốn đâu. Ta đi về hướng Bắc, ngươi chạy không thoát đâu. Thả tôi ra, thả tôi ra đi mà. Hãy giữ sức mà làm việc đi.
Nếu ngươi không bán được giá thì ta sẽ quăng ngươi làm mồi cho cá. Hắn ta nói đúng đó, chẳng ai nghe cậu đâu. Bọn chúng rất độc ác. Nếu cậu còn cố gắng gào thét chống cự thì cả bọn chúng ta sẽ bị bỏ đói và bị đánh đập. Trời đất, các cậu cũng bị bắt sao? Cha mới về. Cha có tìm thấy anh hai không? Cha ơi cha, cha làm sao vậy? Mẹ ơi, mẹ. Mình có sao không mình? Tôi đã lùng cả thị trấn, hỏi tất cả mọi người. Có người bảo thằng Văn làm ở hàng cháo, có người bảo nó đã ra bên Tàu. Nhưng tôi đã tìm khắp mà không thấy nó đâu cả. Nó có thể đi đâu được chứ? Mình bình tĩnh lại đi. Mình đã tìm con suốt cả tuần nay không nghỉ rồi, cứ vậy thì mình kiệt sức mất. Văn ơi, con đang ở đâu? Anh hai ơi, anh đang ở đâu? Anh về đi, cả nhà ai cũng nhớ anh hết. Anh hai ơi. Bánh bao nè. Anh Văn, anh mau ăn đi. Mấy ngày nay anh chẳng ăn gì cả. Nếu anh mà bị làm sao thì bọn chúng lại đánh tụi em mất. Anh thấy hối hận quá. Bây giờ cha mẹ của anh ở nhà không biết thế nào nữa. Bọn chúng đằng nào cũng bán chúng ta ở phương Bắc xa xôi. Không lẽ chúng ta không có cách nào thoát ra sao? Tụi mình chỉ là trẻ con thì làm được gì hả anh? Cha mẹ em đã mất hết. Mấy đứa trẻ ở đây cũng toàn là con nhà nghèo hoặc là mồ côi. Đi về đâu cũng vậy thôi. Không được, anh phải trốn khỏi đây này. Làm vậy nguy hiểm lắm. Lỡ bọn chúng trừng phạt chúng ta thì sao? Cho dù có chết anh cũng phải thoát khỏi đây. Có phải là các bạn cũng muốn thoát khỏi đây không? Trời mưa to như vậy, bọn chúng không thể nào bắt được chúng ta lại đâu. Anh à, có vẻ mưa lớn quá. Hay là chúng ta đợi ngày khác rồi trốn? Hôm nay bằng mọi giá chúng ta phải thoát khỏi đây. Các em có thể sống khi bị bán làm nô lệ phương Bắc, bị hành hạ đánh đập hay sao? Chúng mày ngồi sát nhau, ôm đầu vào và giữ im lặng đó. Đứa nào mà la hét, tao quăng xuống biển. Anh Văn, cư dây. Ông Tư, xin hãy cư dây. Mày im lặng đi. Nó bị làm sao thế? Ông mày sẽ biết tội ông. Anh ta nè. Báo lái thì vào bờ. Chúng ta đang ở gần bờ. Báo tìm cách nhảy xuống bơi vào bờ đi. Nhưng con đường đâu biết bơi. Ông mày chạy đầm rồi. Ông dám nít canh. Người đâu, ôm chúng lại. Chồng tôi sẽ xử thằng nhóc này. Chúng ta thừa lệnh triều đình đến bắt bọn mua bán xem các người. Mau đầu hàng đi. Chúng ta mau thoát thôi. Em biết bơi không vậy? Nhưng quân lính tới cứu chúng ta kìa. Anh không thể để cho họ bắt được. Em đi cùng anh hay là ở lại đây? Anh chị Tô, anh chị có nhà không? Dạ, tôi đi chị. Chị Tô, tôi mới nghe quan huyện cho đi báo khắp nơi á rằng mới bắt được bọn buôn bán trẻ em. Trời ơi, tôi phải đi xem thằng Văn có đó không? Tôi đã đi xem rồi, không có thằng Văn. Nhưng quan trên khẳng định có hai đứa trẻ rơi xuống sông mất tích. Do mưa lớn nên họ không thể nào cứu kịp. Tôi nghe họ đồn thôi. Một trong hai đứa nhỏ đó tên Văn.
Tôn. Con ra đi thanh thản. Thế là Tô Thị trở thành trẻ mồ côi không người thân thích. Bà hàng xóm theo lời mẹ cô bé nhận cô về làm con nuôi. Từ giờ ta sẽ chăm sóc cho con như con ruột. Con hãy cố gắng sống để cha mẹ con dưới suối vàng được yên tâm. Dạ. Bác ơi, gia đình con không còn một ai. Có phải là con rất xui xẻo không bác? Con đừng có nghĩ vậy. Mọi chuyện chỉ là không may thôi. Từ giờ chúng ta sẽ đến làng khác sinh sống, để con không phải nghe mọi người gièm pha nữa. Được không? Ta sẽ đặt cho con tên là Như Ý. Sau này đường đời con suôn sẻ, gặp nhiều may mắn. Rồi ta sẽ dạy cho con làm nem giống như ta. Gia đình nhà chúng ta ba đời làm nem ngon nổi tiếng mà. Dạ. Thời gian trôi qua đã hơn 10 năm, Tô Như Ý trở thành cô chủ hàng nem ngon nổi tiếng ở phố Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Như Ý! Như Ý! Mấy người nhìn cái gì? Còn không mau đuổi bọn này đi. Hôm nay ta bao hết quán của Như Ý. Nè nè, nghe công tử nhà ta nói chưa hả? Còn không mau biến đi. Khoan đã. Đi đi đi, đi. Ai lại đuổi khách của em vậy? Ta sẽ bao quán em hôm nay Như Ý à. Công tử bao quán em để làm gì? Đương nhiên là để ta được ở gần em, nói chuyện với em nhiều hơn. Nếu công tử bao quán, nghĩa là ngày hôm nay em chẳng cần bán cũng có tiền. Vậy thì em đóng cửa nghỉ sớm, chứ bán hàng làm gì cho mệt. Nhưng ta đã trả tiền rồi. Công tử trả tiền để mua hết nem em bán hôm nay và thuê hết phòng trọ, chứ em thì liên quan gì? Đúng rồi ông ơi, tưởng mình có tiền thì mua ai cũng được hay sao? Người ta làm ăn đàng hoàng mà cứ phá hoài. Hôm nay ta sẽ dẹp cái quán của nàng luôn. Nàng có sao không? Tôi không sao, cảm ơn ngài. Sao công tử đánh phụ nữ như vậy chứ? Người trong không phải là dân ở đây, khôn hồn thì biến đi. Hôm nay ta bao cả quán này rồi, ta không thích thì ta đập phá. Tôi từ phương Bắc đi buôn qua đây, nghe nói hàng nem ở đây ngon nổi tiếng, mà lại có chỗ trọ. Tôi bây giờ cũng đã mệt rồi, nên chỉ muốn có chỗ ngủ mà thôi, không muốn đi đâu nữa. Người muốn ngủ hả? Bọn bay đâu? Cho hắn trọ ở nhà thầy Lan đắp thuốc cho ta. Người coi đây. Chị giỏi dung tiền làm chuyện tào lao. Đi về ngay. Mẹ ơi, con đau quá. Ngài có sao không? Cảm ơn ngài đã binh vực tôi. À, không sao. Tôi có chút võ nghệ nên không lo. Cô không sao chứ? Dạ, việc này cũng không phải chuyện mới. Phú công tử sợ mẹ nên chỉ cần cầm chân anh ta, đến khi mẹ anh ta tới là được. Nhưng mà sao mẹ của anh ta lại biết được? Chẳng lẽ là cô đi báo sao? Mời ngài ngồi. Lúc nãy ngài nói là đến để nghỉ trọ phải không? Phải. Tôi nghe tiếng là hàng nem ở đây rất ngon, chỗ trọ sạch sẽ mà giá phải chăng nữa, cho nên... Vậy tôi xin không tính tiền của ngài, xem như cảm tạ ngài hôm nay đã giúp cho quán tôi. Như vậy không được đâu. Tôi thấy chuyện bất bình nên xen vào thôi mà. Vậy thì tôi chỉ lấy tiền nem của ngài, còn tiền trọ thì tôi sẽ miễn cho ngài lần này. Lần sau ngài có thể quay lại ủng hộ quán tôi tiếp tục. Anh Khanh, mới đến thôi mà anh đã xáo trộn hàng quán của người ta rồi. Hào ơi là Hào, còn cậu thì đi chậm đến nỗi tôi đã ngủ 3 giấc rồi cậu mới tới. Em đâu có giỏi thuyết phục họ nâng giá mua khỏe như anh. Cũng phải, anh là người giỏi nhất mà. Học chứ chả hành, học hoài. Người đâu? Bẩm công tử gọi em.
mau dắt ngựa ra cho ta đi chơi. Công tử ơi, ông bà đều đang ở nhà, họ mà biết được á thì cả tôi lẫn công tử đều phải bị phạt hết đó. Chúng tôi đã được lệnh, nếu chưa có phép của bà chủ thì không cho cậu đi đâu cả. Thiệt tình? Cha mẹ ta đâu? Bẩm, đang ở nhà trên nói chuyện với quan lớn. Quan lớn hả? Ông đến đây làm gì ạ? Để ta đi xem. Con đã học xong chưa? Định đi đâu? Lại ra chỗ hàng nem đó hả? Con thích như ý thì đã làm sao? Không có đi đâu hết. Hôm nay phải ở nhà cho mẹ. Tại sao? Quan trên vừa đến báo có thể đêm nay cướp sẽ đến làng mình. Mọi người đều phải cẩn thận cửa nẻo. Nhất là những nhà như nhà ta sẽ bị dòm ngó đầu tiên đó. Vậy con phải chạy đi báo cho Như Ý biết. Nè, con đừng có lo chuyện bao đồng nha. Ở nhà cùng với cha và mọi người kiểm tra cửa nẻo rồi ở yên trong nhà cho đến khi quan quân bắt được bọn cướp mới thôi nha. Nè, các người mà để công tử lén ra ngoài nữa thì ta sẽ đuổi việc hết đó. Xin công tử đó. Vì sao mới chập tối mà cô chủ đã khóa cửa nẻo kỹ vậy? Dạ, hôm nay quan huyện đã lệnh cho chúng tôi đóng cửa đi ngủ sớm để họ dây bắt một toán cướp sắp đến đây. Xin khách quan thông cảm, lên lầu ăn đi. Đang ăn ngon à. Sao cô chủ quán thân gái một mình lại trông coi một quán trọ như vậy? Cô không sợ sao? Dạ, trước đây có mẹ tôi cùng làm nên chúng tôi mới mở thêm quán trọ. Nhưng 2 năm trước mẹ tôi đã mất rồi nên... Tôi xin lỗi. Không sao đâu, mời khách quan lên phòng nghỉ. Mau dậy chúng lại, ở phía kia kìa. Dậy lên, phía kia kìa. Quan hãy về phòng đi. Mọi người đứng yên. Ngươi hãy đầu hàng đi, mày ra thoát khỏi tội chết. Ngươi nói lâu, tội ta thế nào cũng chết thôi. Nè, ta sẽ bắt con nhỏ này làm tin. Các ngươi phải thả ta đi. Ngươi dám? Hãy tha cho tôi, may ra thì cả hai chúng ta còn được sống. Không, hôm nay ta chết cũng phải mang cô theo. Sao ông lại muốn chết? Ông không có gia đình, cha mẹ, vợ con sao? Tôi đây chỉ có một mình trên đời mà còn muốn sống. Lẽ nào ông không muốn sống sao? Cô gái dũng cảm lắm, anh cũng ném chính xác lắm. Các ngươi đã giúp ta bắt gọn tên cướp nguy hiểm này. Đa tạ. Cảm ơn ngài đã đến cứu kịp thời. Được rồi, mai ta sẽ cho người tới sửa cửa cho. Cô chủ quán, cô có sao không? Tôi hơi đau ở vai. Nè, cô chủ quán. Chuyện hôm qua sao mình đau đầu vậy? Cô chủ quán ơi, cô chủ quán, cô đã dậy chưa? Cô thấy sao rồi? Anh... Hôm qua thầy Lan nói cô bị quản quá nên ngất xỉu. Ngoài ra thì bầm vài chỗ thôi. Tôi đã nhờ vợ anh hàng xóm qua đắp thuốc cho cô rồi. Tôi ở ngoài này, nếu cần gì cô cứ gọi tôi. Anh ở ngoài đó suốt đêm sao? Tôi canh cho cô, để lỡ như có chuyện gì còn kịp kêu người tới giúp. Dạ, cảm ơn anh. Công tử ơi. Thái văn cơ năng biện cầm, tạ đạo ẩn năng vịnh âm, bảy nữ tử thả thông mẫn, nhĩ nam tử đương tự cảnh. Công tử, tôi đây, không phải phu nhân đến đâu. Sao rồi, ngươi dò la được gì? Hôm qua đại quan bắt được tên cướp ở hàng nem của Như Ý đó. Hả? Như Ý, nàng có sao không? Ta phải đến thăm nàng mới được. Công tử ơi, phu nhân mà biết á thì chúng tôi chết chắc. Xin công tử đó. Tại sao chứ? Công tử ơi, phu nhân đã dặn tất cả từ trên xuống dưới rồi. Lỡ mất cơ hội cho ta lấy lòng người đẹp, ngươi mau đem một cây lụa và thuốc đến đó thay ta tặng cho nàng. Dạ, công tử, tôi đi làm ngay. Chắc hẳn nàng ta sẽ cảm động lắm đây. Để tôi giúp khách quan. Ấy thôi, cô chủ quán mới khỏe lại, xin cứ ngồi đi.
Hào nói đúng đó. Cô cứ ngồi đi. Hôm nay để chúng tôi phục vụ cô một bữa. Nè, cô uống thuốc đi. Thật phiền các anh quá. Tiền chữa trị thuốc thang hết bao nhiêu? Tôi xin gửi trả. Không cần đâu. Dù sao thì thuốc cũng không tốn tiền. Đúng đó. Chúng tôi chuyên bán thuốc từ miền Bắc đến đây mà. Thầy Lan ở đây cũng hay lấy thuốc từ chúng tôi. Nên hôm qua ông ấy không lấy tiền. Hai vị thật nhanh tay. Tôi còn đang định đem thuốc qua biếu cô chủ hàng nem vì tinh thần anh dũng ngày hôm qua đây. Xin chào đại quan. Đại quan nói vậy tôi không dám giận đâu. Ngài đã cho lính đến sửa cửa cho quán tôi rồi. À, chuyện nhỏ thôi không có gì. Mọi người đừng câu nệ. Ngồi xuống đi. Nữ nhi như cô quả là dũng cảm. Trong tình thế nguy hiểm mà vẫn bình tĩnh nói lý lẽ với tên cướp để hắn phân tâm. Đại quan chê cười rồi. Không, không. Ta khen thật lòng đó. Còn hai anh chàng này nữa, các anh cũng giúp ta không ít. Nhưng hình như hai anh không phải người dùng này. Bẩm phải thưa đại quan, tôi là Lý Khanh, còn đây là Lý Hào. Hai anh em chúng tôi bán thuốc bắc, chuyên đem hàng từ nhà đi bán ở khắp mọi nơi trong cả nước. Thật là hay. Chắc anh đã đi khắp nơi và hiểu biết nhiều. Dạ không dám, chúng tôi cũng chỉ biết một chút chữ nghĩa, đủ dùng để buôn bán giang hồ thôi. Kính chào đại quan. Chào cô Như Ý. Công tử phú nhà tôi có quà tặng cô Như Ý. Chúc cô mau bình phục. Thôi, ta cũng không bị gì nghiêm trọng. Ngươi đem về đi. Cô cứ nhận đi ạ. Tôi phải về báo lại cho công tử. Chào đại quan. Cô Như Ý quả là có nhiều người yêu mến. Đại quan lại chê cười tôi rồi. Mặc dù tôi chỉ là kẻ buôn bán phố chợ, nhưng mẹ tôi đã dạy giữ đúng lễ nghĩa, công dung ngôn hạnh của người con gái. Tôi không tiện từ chối phú công tử, vì gia đình anh ta là khách hàng của tôi. Nhưng không phải tôi nhận quà của anh ta là chấp nhận tình cảm của anh ta. Thôi được rồi, ta xin lỗi vì đã nói cô như vậy. Thôi, cô hãy tịnh dưỡng đi, còn sớm mở hàng nem trở lại nữa. Đợi đó, Như Ý. Anh Khanh, anh Hào, tôi có làm một ít đồ ăn đi đường cho các anh. Cảm ơn các anh đã giúp tôi lúc hoạn nạn. Cô khách sáo quá. Gói đồ ăn to vậy ta. Tôi may một chiếc áo khoác cho anh. Các anh lên đường bình an. Một chiếc áo khoác có ý nghĩa là thiếp mãi bên cạnh chàng. Mẹ không cho con lấy Như Ý thì con sẽ không lấy vợ. Trời ơi, cô có bị làm sao không hả? Bây giờ không kể gia cảnh cô ta, nhưng mẹ đã nghe nhiều về nhan sắc cô ta. Hàng ngày ngoài con ra còn vô số người đến tán tỉnh cô ta. Con gái như vậy mẹ không thể chấp nhận làm dâu được. Công việc của Như Ý thôi mà, khi con lấy về rồi mẹ tha hồ dạy dỗ. Nhất định mẹ không chịu, mà cha con cũng nhất định là không. Nếu mẹ không lấy Như Ý cho con thì con sẽ bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ nhà ra đi cho cha mẹ coi. Để xem mày nhịn được bao lâu. Người đâu, canh chừng công tử không cho ra khỏi nhà. Ngon quá đi mất. Bình thường đồ ăn cũng đã ngon rồi, giờ được gửi gắm trong đây nhiều tình yêu thương nên lại ngon hơn hẳn. Cô ấy may lúc nào mà nhanh như vậy. Vừa vặn quá, ấm quá. Anh Khanh, em cũng muốn có áo khoác ấm. Thôi đi, em đừng có trêu anh nữa. Người ta chỉ cảm động ơn cứu mạng thôi mà. Biết có tình ý gì không? Không có tình ý mà lại may áo cho anh. Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà Như Ý cho anh một cảm giác rất đặc biệt, khó diễn tả lắm. Thật kỳ lạ. Mình cũng không muốn rời xa Như Ý. Hay là... Nhưng mà công việc của mình cứ đầy đây mai đó, làm sao mà lo cho cô ấy được. Công tử ơi, xin cậu ăn một miếng thôi mà. Cậu đã nhịn ăn mấy ngày nay rồi, lỡ cậu có chuyện gì thì sao? Khi nào cha mẹ ta cho lấy Như Ý thì ta sẽ ăn. Thôi thì cậu không ăn bữa chính thì cậu ăn bữa phụ đi, cũng coi như là tuyệt thực một phần mà cậu. Không. Con với chả cái,
Vì một đứa con gái mà hành hạ bản thân như vậy, xem có ra gì nữa không? Bình thường ăn một ngày 8 bữa, giờ là nhịn ăn 3-4 ngày nay. Thiệt là, nếu mà lấy con bé Như Ý đó về á, thì cũng chẳng còn hơi sức đâu mà rước dâu nổi nữa. Mẹ nói sao? Mẹ sẽ cưới Như Ý cho con. Cha mẹ cũng chịu thua con rồi. Con chỉ trả cái. Đó, ngày mai đi chuẩn bị sính lễ qua nhà hội nó. Hoan hô cha mẹ. Trời ơi, trong mặt quá. Đó, nhìn ăn nữa đi. Mau ăn cháo vào. Còn ăn ngay đây, đói quá. Nhưng mà con nghe cho kỹ đây. Cha mẹ đồng ý cưới Như Ý về làm thiếp cho con thôi. Còn vợ chính thức của con phải do cha mẹ chọn lựa, gia đình tương xứng với ta mới được con à. Vợ chính hay vợ nhỏ cũng được, miễn là con phải có Như Ý. Không thể để ai khác lấy được nàng ta. Mau dọn thêm đồ ăn lên đây. Người ta là mây ngao du bốn phương trời, chắc người ta chẳng nhớ gì mình đâu. Sao mình lại nghĩ tới người ta chứ? Như Ý! Như Ý à! Như Ý! Phú công tử, sao giờ khuya như vậy lại đến đây? Công tử nên đi về đi. Ta báo tin mừng cho nàng, ngày mai cha mẹ ta sẽ đem sính lễ đến hỏi nàng làm thiếp cho ta. Cái gì? Chắc là nàng vui lắm. Ta rất thương nàng bấy lâu nay phải chịu khổ. Ta đã phải thuyết phục cha mẹ ta nhiều lắm mới lấy được nàng đó. Nhưng tôi không muốn. Tôi không muốn lấy công tử đâu. Ê, nàng đừng giả. Nàng phải lấy ta. Ngoài ta ra, không thể để nàng thuộc về người khác. Ta sẽ bắt nàng về nhà luôn, không cần đợi đến mai nữa. Ơ, người ta! Cứu tôi! Cứu tôi với! Thả cô ấy ra! Thì ra là ngươi! Có phải vì tên này mà nàng không chịu lấy ta không? Ngươi có giỏi thì đứng yên đó! Bẩm quan tên này định cướp hôn thê của ta. Giải ba tên này về quyển đường. Dạ. Sao lại vậy? Người nửa đêm nửa hôm tới quậy phá nhà con gái người ta, ép người ta lấy mình không thành rồi hành hung. Ta đã biết hết mọi chuyện, còn không mau nhận tội. Mau giải về quyển đường, cho người đi báo gia đình hắn. May mà tôi đang trên đường thị sát ngang qua đây. Đợi tôi đi gọi thầy Lan. Anh có làm sao không? Chắc là không sao đâu. Cũng may mà hắn đánh trượt vào vai. Nếu anh có mệnh hệ nào thì em biết phải làm sao. Cũng rất may là anh đã đến kịp. Anh định quay lại để hỏi em một chuyện. Nhưng mà khi nghe thấy tiếng tên Phú ở trong nhà, anh đã rất lo lắng cho em. Em có muốn làm vợ của anh không? Dạ, em đồng ý. Thế là Như Ý và Lý Khanh lấy nhau trong sự chúc mừng của bà con hàng xóm. Hơn một năm sau, hai người đã có một cô con gái rất xinh xắn, tình cảm gia đình lại càng thêm khăng khít. Lần này anh đi, em có muốn anh mua gì về làm quà không? Anh về bình an là tốt rồi. Em không cần thứ gì khác đâu. Anh chị làm người độc thân như em thiệt là ghen tị. Hai mẹ con ở nhà nha. Cha sẽ sớm về thôi. Anh chị thật là hạnh phúc. Ước gì em cũng được như anh chị vậy.
thì lấy vợ đi. Thì em đang cố tìm đây. Nhưng sao lần này anh không cho chị ấy biết là anh đang đi đâu? Anh chưa chắc chắn nên chưa thể nào kể được. Dạ thưa bác, cho cháu hỏi thăm, ở đây có phải làng Thượng không? Đúng rồi. Dạ, không biết là bác ở đây có biết gia đình ông Tô không? Ông Tô nào ta? Ông Tô mà có hai người con tên là Tô Văn và Tô Thị. À, tôi biết rồi. Gia đình họ Tô đúng là người tốt mà gặp bi kịch. Đứa con trai lỡ làm rơi dao vào đầu em nó nên bỏ nhà đi biệt tích từ đó. Ông bà Tô cũng đau buồn quá mà qua đời sau đó luôn. Còn đứa con gái... Đứa bé gái còn sống sao bác? Còn, nó đã được cứu sống rồi được nhà hàng xóm nuôi, đưa đi đâu từ đó giờ không rõ. Không biết Tô Thị bây giờ đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Đây là mộ cha mẹ anh sao? Bây giờ đã biết rồi, lúc nào đó anh sẽ đưa Như Ý và con lên gặp cha mẹ của anh. Anh đã về đó à? Ừ, lần này xong việc sớm nên anh tranh thủ về ngay. Để anh bế con cho. Cũng được, vậy để em gọi đâu. Ừ, trên đầu của em có cái sẹo kìa, bây giờ anh mới nhìn thấy đó. Dạ, từ hồi 6 tuổi rồi anh. Hôm đó anh trai em trồng mía cho em mà dung tay cao quá, làm cái rựa rơi vào đầu em chảy máu quá trời. Nghe cha mẹ em kể lại là em đã ngất đi đến nửa ngày. Nhờ thuốc của đạo sĩ cho cha em nên em mới sống được đó. Sao? Thật mà, suýt chút thôi là em đã không còn trên đời nữa. Nhưng mà anh trai em thì sợ quá bỏ nhà đi biệt tích. Có tin đồn anh ấy rơi xuống sông mất rồi. Cha mẹ em sau đó cũng lần lượt qua đời. Mẹ em trước là hàng xóm nên nhận nuôi, đổi tên em là Tô Như Ý rồi đưa em đến đây lập nghiệp nè. Nhưng mà mẹ nuôi cũng qua đời rồi. May là em gặp anh. Vậy trước đây em tên gì? Tô Thị. Anh trai em là Tô Văn. Nhà em là gia đình họ Tô ở làng Hượng. Chắc bây giờ về đó vẫn có người biết chuyện của em. Trời ơi, Tô Thị. Vậy Tô Như Ý là em gái của mình sao? Anh Khanh. Đại quan. Thôi thôi, khỏi thi lễ đi. Tôi đang thị sát dân tình thôi mà. Ngài đúng là một vị quan mẫn cán, chăm lo cho mọi người như vậy. Anh quá khen rồi. Không giấu gì anh, triều đình đang tuyển lính đi biên giới phía Tây. Tôi phải tranh thủ xem xét nhà nào chỉ có một con trai khỏe mạnh hoặc mẹ quá con côi để loại tên ra. Đang tuyển lính ở biên giới phía Tây sao? Đúng vậy, ở đó rất khắc nghiệt. Như nhà anh chỉ có một mình anh là đàn ông trụ cột gia đình thì được miễn. Anh đừng lo. Dùng chiến sự dạo này rất phức tạp. Tôi thật sự hy vọng không phải đưa quá nhiều người tới đó. Tôi xin đăng ký đi. Cái gì? Anh có biết anh đang nói cái gì không? Tôi xin đi lính biên giới phía Tây. Ngài nghe rồi đó. Anh, thật ra là có chuyện gì? Sao tự nhiên anh lại đi lính? Xin lỗi anh hai. Đây chính là lệnh của triều đình. Anh phải đi thôi. Không được, em sẽ tìm quan để hỏi. Không được, danh sách đã nộp đi từ mấy ngày trước rồi. Quan cũng không thể làm được gì nữa đâu. Anh đi rồi sẽ về mà. Nhưng chiến tranh khủng khiếp lắm anh à. Nếu như 3 năm nữa anh không về thì em hãy lấy người khác để lo cho con. Không, anh phải trở về. Anh là gia đình duy nhất của em và con. Chúng ta không thể sống xa nhau được. Khi anh chưa gặp em, em cũng đã sống rất tốt rồi mà. Em sẽ ổn thôi. Sao anh nói vậy được? Bây giờ em có anh và con rồi. Có phải em đã làm điều gì khiến anh không hài lòng đúng không? Sao ta không phải là một ai khác mà lại là Tô Văn kia chứ? Nhưng mà em hãy tin ta. Không có ta thì đời em sẽ tốt hơn. Cha con đi được 1 tháng rồi mà chưa có tin tức gì.
Mai mẹ con mình lại lên chùa cầu bình an cho cha con nha. Mời đại quan vào. Hôm nay ngài là đích thân đến mua nem sao? Việc này tôi vừa nghe tin từ biên giới phía Tây, nơi anh Khanh, chồng cô đang đóng quân. Tháng trước, anh Khanh trong khi đánh trận đã rớt xuống khe núi. Sao? Chồng tôi... Người ta vẫn chưa tìm được xác anh ấy. Nhưng Khanh đã bị thương khi rơi xuống núi. Cho nên có thể anh ấy đã... Không, tôi không tin. Tôi rất tiếc. Người ta đã ngưng tìm kiếm và gửi giấy báo tử cho cô. Như ý, cô đừng quá đau buồn. Nên nhớ cô còn cháu nhỏ nữa. Chị dâu! Anh Đại Quang, ngài cũng ở đây sao? Anh Khanh! Anh Khanh nhà tôi! Không thể như vậy được. Tôi tưởng tin Phú công tử chỉ bịa chuyện thôi chứ. Phú công tử? Hắn đã về rồi sao? Vâng thưa ngài. Nghe nói hắn lên kinh thành để trốn tội, bây giờ trở về nhà. Như ý! Như ý! Chị dâu! Chị đi đâu? Ai giống Như ý vậy kìa? Đúng là cô ta. Lần này ta sẽ không để cô ta thoát như lần trước đâu. Anh Khanh! Lý Khanh! Anh ở đâu? Về với mẹ con em. Như ý! Lần này ta sẽ bắt cô về làm vợ ta. Cô không chạy thoát được đâu. Chồng cô đã chết rồi. Trời đất chứng giám cho sự chung thủy với chồng của ta. Ta sẽ ở đây chờ cho đến khi nào chàng ấy trở về. Tung tích về Tô Văn không còn ai biết gì nữa, nhưng Tô Thị và đứa con của nàng thì đã quá đáng như lòng chung thủy sắt son mà nàng dành cho chồng. Đến ngày nay, mỏm đá đó vẫn còn và nằm trên núi Vọng Phu hay núi Tô Thị thuộc tỉnh Lạng Sơn. Một số tỉnh khác cũng có mỏm đá và có hình người mẹ bồng con như vậy với nhiều sự tích khác nhau. Nhưng tất cả đều thể hiện sự thủy chung của người phụ nữ luôn chờ đợi chồng mình trở về dù có chuyện gì xảy ra. Ngày xưa có hai mẹ con quá phụ sống nghèo khó tại một ngôi làng trù phú. Nhưng người làng lại ghẻ lạnh hai mẹ con nọ. Họ cho rằng hai mẹ con bà quá đem lại xui xẻo cho làng. Nhanh lên đây bà cháu ơi, lâu quá vậy. Dạ. Chị Tươi, nhanh tay nhanh chân lên, khách hối kìa. Dạ, của anh đây. Dạ, của chị đây. Dạ, tôi xin lỗi. Tôi gọi chị dọn cho tôi để tôi kêu món khác, mà sao chị không thèm liếm xỉa gì hết trơn vậy? Chú thông cảm, khách đông quá. Tôi chờ lâu dữ lắm rồi, tôi đi quán khác, bực mình. Dạ, lần sau đến ăn đi tôi giảm giá cho. Mèn ơi, bà Phú, mời bà vào. Chị Tươi, mau dọn bàn tốt nhất, đẹp nhất cho bà Phú hộ. Dạ, mời các bà đi đường này. Các bà có thấy năm nay hạn hán dài hơn mọi năm không? Đúng vậy, trời đã không mưa hơn 3 tháng nay. Mọi khi hạn hán chỉ kéo dài khoảng 1 tháng. Các ông ấy đã họp ở ngoài đình vì việc cầu mưa rồi. Không biết kết quả thế nào. Tôi cho là làng ta đang bị trời phạt vì có những người gây lỗi lầm, làm cho cả làng gặp họa. Thế nào hả chị? Chồng em đi họp về, chị bảo là sẽ có hội cầu mưa. Lần trước họp ở đình đã nhất trí mời thầy Pháp về xem. Thầy phán là làng ta đang mắc tội nên trời phạt. Trời ơi,
Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi thì tôi thấy chúng ta đang bị liên lụy. Tội một người mà cả làng phải chịu. Vậy làm sao chị? Ê tụi bay, tao vừa lượm được trái bưởi rụng trên đường, cùng chơi không? Nhưng có năm đứa làm sao mà chia phe. Nè, cho mình chơi chung có được không? Mày là thằng nào? Tôi là Sáng. Nó là thằng Sáng, con bà quá tươi ở cuối làng mình đó. Mẹ tao không cho chơi với nó đâu. Mẹ tao nói nhà nó xui xẻo nên ba nó mới chết. Mẹ tao cũng không cho tao chơi với nó. Nhưng vậy thì làm thế nào? Chia làm hai đội thì phải có một đứa ngồi ở ngoài. Mày nghe. Hay mày? Không không. Không không. Thôi kệ, cho nó vô chơi đi. Tụi mình chỉ đá bóng bưởi thì có gì đâu xui xẻo. Được, cho mày chơi chung. Vậy cho nó vô phe nào? Không phải đội tao. Tao cũng không chơi cùng phe với nó đâu. Mẹ tao mà thấy thì chết. Thì mình tay trắng tay đen đi. Tôi nghe thầy phán, mấy người vợ mà mắc lỗi thì chồng họ mới mất sớm như vậy. Trong làng ta, từ đó giờ đâu có nhà nào như vậy. Tự nhiên chỉ có chị ta bị khóa chồng sớm, chắc hẳn là có nguyên do. Dạ, các bà còn dùng thêm gì không ạ? À? Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chỗ quán xá cũng cần chọn lọc người làm chứ. Dạ, quán em đông khách, cần có người phụ. Thấy hai mẹ con chị tôi quá bụa, em thương thôi à. Bên này, vô. Đi. Sáng, dạ. Coi chừng nó đá không mất bên mình. Hãy coi đây. Tôi nói cho chị biết, mẹ con chị ta là nguyên nhân sự xui rủi cho làng ta từ lúc chồng chị ta mất đến nay đó. Ôi trời ơi, trái bưởi ở đâu bay vào đây vậy? Trời, giờ hết đồ rồi. Chết rồi, bay vô quán luôn rồi. Ai bảo thằng Sáng không chụp được? Tao nói là cho nó vô xui lắm mà mày không nghe. Giờ sao? Mấy cái đứa nhóc này hết chỗ chơi rồi hay sao? Nè, là mày đá vào quán của bà phải không? Chị tránh ra đi, đừng đụng vào, kẻo lây xui xẻo cho tôi. Mẹ. Thì ra là con của chị. Chị thấy chưa? Mẹ con nhà chị ta đem xui xẻo đi khắp nơi. Tôi không thể chịu nổi nữa. Nếu lần sau còn gặp chị ta ở đây thì tôi sẽ bảo với mọi người không bao giờ đến quán của chị nữa đâu. Tôi xin lỗi bà chủ, thằng con tôi nó nghịch, nó dại quá. Thôi, hai mẹ con chị đừng có nói gì nữa. Chị gây rắc rối cho tôi nhiều quá rồi. Hai mẹ con chị về đi, không cần tới làm việc nữa đâu. Thưa bác, xin bác cho mẹ cháu ở lại làm. Cháu xin lỗi vì đã gây ra việc này, xin đừng trách mẹ cháu mà. Không được, nếu còn làm việc ở đây thì tôi sớm muộn gì cũng mất khách. Tiền công hôm nay của chị coi như đền bù thiệt hại cho tôi. Mau đi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Tại con. Thôi không sao đâu con. Dù sao thì cũng không phải chuyện gì mới. Mẹ ơi, sao người ta lại ghét nhà mình vậy mẹ? Thì tại họ nghĩ mẹ mang tới xui xẻo, mắc tội với trời đất nên cha con phải mất sớm. Và bất cứ ai đụng vào gia đình ta thì chịu giả lây. Có thật vậy không mẹ? Vậy con mà cha mất sớm sao? Bậy nè, đừng bao giờ tin mấy chuyện đó. Chẳng qua là bà phú hộ cố dèm pha tiếng xấu cho mẹ con cháu để đuổi mẹ con cháu đi khỏi thôi. Chị Nam mới qua chơi, mời chị ngồi. Vậy hay là mình chuyển nhà đi nơi khác đi mẹ. Tôi nghe đồn bà phú hộ muốn chiếm căn nhà và khu đất quanh nhà chị, nhưng không được nên mới cố tình làm vậy. Nhưng đây là đất của cha mẹ chồng tôi để lại,
còn có mồ mả tổ tiên ông bà ở đây. Mộ chồng tôi cũng ở đây, sao tôi có thể đi được? Chị cứ mặc kệ lời của bà phú hộ. Mình không làm gì sai nên chẳng việc gì phải sợ. Tôi về đây, ông nhà tôi mà biết tôi qua đây lại cào nhào thêm nữa. Dạ cảm ơn chị. Vậy mình làm sao cho người ta hết hiểu lầm mình hả mẹ? Có giải thích cũng không xong đâu con. Giờ tin đồn đã lan khắp làng, cứ để một thời gian nữa sẽ lắng xuống thôi. Nếu còn có thể cố gắng học hành lấy cái chữ, biết đâu chúng ta sẽ có thể thanh minh cho mình. Vậy sao vậy con? Thưa mẹ, sáng nay con cũng tới nhà thầy đồ để xin học. Thưa thầy, chúng tôi đại diện cho những phụ huynh trong làng này, yêu cầu thầy hãy suy nghĩ thêm. Chúng tôi không thể để con chúng tôi học chung với con nhà chị Tươi. Nếu thầy quyết định nhận nó thì tôi... chính tôi sẽ mời thầy giỏi trên tỉnh về. Nhưng chúng tôi quý thầy. Không hại chúng ta đâu. Nhưng bây giờ mẹ không có việc làm, chúng ta biết sinh sống bằng cái gì? Con đừng lo, chúng ta xin đi làm thuê, chịu khó qua mùa hạn hán này. Mẹ tin á là mọi người sẽ hiểu chúng ta thôi. Như bác Năm hàng xóm vừa đem qua tô canh này nè, con mau ăn đi cho nóng. Hai mẹ con mình cùng ăn nha. Qua đây dọn dẹp mấy đứa. Bắt đi. Dạ, ông trưởng làng, chúng tôi đến đây xem có giúp được gì không? Các bà có lòng thật là tốt quá. Việc chuẩn bị ra sao rồi? Các bà thấy đó, mọi việc đang gấp rút hoàn thành. Ngày mai buổi lễ cầu mưa sẽ được diễn ra đúng giờ và cực kỳ hoành tráng. Gia đình tôi chỉ có một ít này để đóng góp vào công việc của làng. Chúng tôi cũng có một ít gọi là giúp đỡ việc làng. Khi làng ta có những gia đình biết suy nghĩ về việc tu. Có người té rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Ôi trời, anh có sao không vậy? Chị cầm than kiểu gì mà để cho người ta té như vậy? Không lẽ muốn phá lễ hội cầu mưa hay sao? Mau đưa đi thầy Lan, cứ chạy chữa cho tốt, tôi sẽ trả hết mọi chi phí. Tôi xin lỗi, không hiểu sao cái than lại trơn như vậy, như là có ai đã bôi mỡ vào. Chị Tươi à, tôi có nghe về điều tiếng không hay của chị. Vốn tôi cũng không tin lắm, nhưng hôm nay thì... Thôi, chị hãy tránh xa lễ hội một chút, kẻo lại ảnh hưởng đến tiến độ công việc ha. Tôi... Chị ta còn định đôi co gì chứ? Mọi việc đã như vậy rồi, tôi không hiểu sao chị còn có thể ở lại đây được. Hãy đi cho làng chúng tôi được sống yên ổn. Cảm ơn bà phú hộ, bà thật tốt bụng và hào phóng với mọi người. Tôi cũng rất lo lắng khi thấy mẹ con chị ở đây. Nè, trời đất ơi, đi khỏi đây đi, xuống qua lên. Đi khỏi đây đi. Phải à. Mấy người mà còn ở đây là điềm xui xẻo cho cái làng này đó. Đi. Mình đưa bà lão này theo nha mẹ. Bà ấy không đi được nữa. No quá. Lần đầu tiên ta mới được ăn no như vậy. Lại còn được tắm rửa nữa. Chỉ là cháo loãng thôi ạ. Bà ăn tạm. Cảm ơn mẹ con chị lắm. Ta biết mẹ con chị cũng không khá giả gì mà lại giúp ta tận tình hơn những người tiền dư bạc thừa. Bà đừng nói vậy. Người giúp người là chuyện nên làm. Bà có vẻ mệt lắm rồi. Bà hãy ở lại ngủ với mẹ con tôi. Sáng mai khỏe rồi hãy tính.
Con mệt quá mẹ ơi. Ngủ đi con. Hôm nay con trai của mẹ giỏi lắm. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chài. Bà ơi, đang đêm tối, bà đi đâu đó? Ta làm phiền hai mẹ con nhiều rồi. Ta đi đây. Nửa đêm rồi bà còn đi đâu nữa? Xin bà hãy ngủ lại nhà mẹ con cháu một đêm. Khi như vậy, bà đi một mình, mẹ con cháu không yên tâm. Là già không muốn làm phiền đến mẹ con chị nữa. Bà cứ ngủ lại một đêm đi bà. Cháu còn nhỏ mà ngoan quá. Già vì cháu nhỏ mà lưu luyến khó đi. Quyết định vậy à? Bà ngủ hết đêm đi. Nếu không vì nhà cháu không được đầy đủ, khiến bà khó ngủ. Rồi rồi, già ở lại. Con đói quá mẹ ơi. Chắc đói quá nên vừa nằm xuống là thấy ác mộng á. Con ráng ngủ đi cho hết đói. Mai mẹ sẽ tìm thêm ít khoai và xin bà Năm ít gạo để đủ cho ba người chúng ta. Kỳ lạ quá, mẹ có đang nằm mộng hay không? Con mới thấy ác mộng, nước lũ cuốn trôi cả làng. Mẹ ơi, bà lão đâu? Hay là bà lão đã biến thành rồng? Lạ quá, đang đêm khuya như vậy, con rồng thì lại quá lớn. Nếu nó muốn hại mẹ con ta, thì chúng ta không thoát nổi. Thôi thì, hãy nhắm mắt lại xem như không biết. Chờ trời sáng rồi hẳn hay. Hồi nãy con mơ thấy làng mình có lục lớn đó mẹ. Hai mẹ con mình bị lạc nhau. Chỉ là mơ thôi con. Ngủ đi con. Ngủ đi. Bà ơi, bà ăn sáng rồi hãy đi. Hai mẹ con đừng sợ, ta chính là rồng thần đến báo tin lục để cảm ơn lòng tốt của hai người. Xin hãy nhận lấy cái này. Nội trong hôm nay sẽ có một cơn lục rất lớn. Chị hãy lấy tro trong cái gói này mà rắc quanh nhà mình để bảo toàn mạng sống cho hai mẹ con. Hãy khoan thưa bà, nếu có lục lớn, xin hãy cứu cả làng. Thế gian biến đổi, thiên tai là chuyện không báo trước. Nhưng ta thương mẹ con chị tốt bụng, nên bày cách để mẹ con chị được sống. Bà ơi, bà đã thương xin thương cho trót. Có cách nào để giúp mọi người thoát khỏi tai kiếp này với ạ? Thôi được, ta chịu ý người tốt bụng. Cái này sẽ giúp mẹ con chị làm. Giờ chị định trù éo gia đình tôi nữa hay sao? Chị lừa được vợ của tôi chứ chị không lừa được tôi đâu. Đừng có mén mảng sang đây nữa đó. Thôi thì mình cố gắng rải tro xa nhất có thể, biết đâu lại giúp được người nào.
Gì vậy? Sao tự nhiên trưởng làng ngưng lại vậy? Lại vậy? Có chuyện gì? Sao vậy? Sao vậy? Dân làng ơi, trời đã nghe thấy chúng ta rồi. Một mạch nước đang phun từ dưới đất lên. Sao? Thật sao? Ê, đúng rồi. Thật hả? Nước bắt đầu phun rồi. Mau, bấm nước thần đi. Mau, bấm nước thần đi. Được đó. Đến nhà cháu đi, đến nhà mẹ con cháu mau đi. Chị, mau đưa chồng con hết sang nhà tôi, vì trời lụt lớn rồi. Chết rồi cô Năm ơi, ở ngoài đình đất lở, nước ngập ghê lắm, không có ai chạy trốn kịp. Ông Năm, mấy đứa nhỏ đâu rồi? Qua nhà chị tôi ngay, mau. Cậu ở lại nhà tôi thì sẽ không có việc gì. Để tôi về cổng mẹ già qua đây. Người làng chắc không ai thoát nổi. Cha ơi, mẹ ơi. Không biết có cách nào cứu người không. Mẹ ơi, giỏ cháu của bà lão cho chúng ta. Vậy mà mẹ quên mất. Cứu mọi người!